Chương 691, Hy vọng hình Giang thành 5 năm 5 năm linh 10 tháng 5 năm 10 tháng linh 2 ngày Tần trạch lần nữa trở lại Giang thành Đường sắt cao tốc dừng hẳn, môn chậm rãi bày ra, tần trạch dưới chân dày da chậm rãi rơi vào thổ địa bên trên của Giang thành Gió, khí, thổ địa Tần trạch giật mình, khí tức trong thiên địa để cho tần trạch có một loại tìm về cái gì cảm giác Tần trạch không biết đây là cảm giác gì, cũng không biết chính mình nên tìm đến cái gì, nhưng có thể để cho tần trạch xác định là hắn hẳn là tới giang thành thẩm kinh binh thấy được tần trạch trên mặt khác thường lúc này cười nói rất quen thuộc tần trạch lấy lại tinh thần cất bước tiến lên tần trạch khó mà nói thẩm kinh binh cười lắc đầu đi theo thẩm kinh binh ta có thể cho ngươi nói một chút giang thành sự tình tần trạch không cần phải thẩm kinh binh ngươi không hiếu kỳ tần trạch thuận theo tự nhiên thẩm kinh binh không có lại nói cái gì loạn thế thời đại giống như là trạm cao tốc loại này công cộng nơi không có người quá nhiều, cứ việc nó đúng là vận chuyển bình thường. Dạng này bẩn thiểu thế giới, trạm cao tốc có thế có người bản thân liền là một kiện rất chuyện mới lạ, huống chi đây vẫn là hai người, hai cái âu phục dày da nam nhân. Trạm cao tốc nhân viên công tác xa xa đã nhìn thấy tần trạch cùng thẩm kinh binh. Nhân viên công tác, các ngươi như thế nào không đeo? Nhân viên công tác vốn là muốn nhắc nhở tần trạch cùng thẩm kinh binh hai người hẳn là đeo khẩu trang, thế nhưng là theo hai người càng đi càng gần, khi nhân viên công tác nhìn thấy tầng trạch gương mặt này cả người đều dừng lại toàn bộ hoa hạ không có người sẽ không nhận biết tầng trạch gương mặt này nhân viên công tác ngươi là nhân viên công tác giật mình hắn không tin đây là chính mình tận mắt nhìn thấy có lẽ chỉ là chính mình nhận lầm người thế nhưng là tầng trạch gương mặt này thật sự sẽ có người sẽ nhận sai sao tầng trạch lạnh lùng liếc mắt nhìn nhân viên công tác không có bất kỳ cái gì muốn theo hắn trao đổi dục vọng cứ như vậy nhàn nhạt đi thẳng qua ngược lại là thẩm kinh binh Hắn cười nhẹ nhàng hướng nhân viên công tác gật đầu một cái, sau đó cũng đi thẳng qua, sẽ không lộ ra tên này nhân viên công tác quá mức lúng túng. Ra trạm cao tốc, Tần Trạch xem như chính thức tiến nhập giang thành mảnh đất này. Thẩm Kinh Binh lười biến đi theo Tần Trạch sau lưng, hai tay của hắn cuộn tại sau đầu, có một chút chế giễu ý vị nói, "Lão đại, ngươi thoạt nhìn như là cái nhân vật công chúng, giống như tất cả mọi người nhận biết ngươi." Tần Trạch nổi bật bao. Thẩm Kinh Binh nhíu mày, "Tốt a, à, kỳ thực ta cũng không phải một cái ưa thích nói nhảm người." nhưng ngươi nhìn cuối cùng sẽ cho ta một loại đờ đẫn cảm giác, cho nên ta liền tốt tâm nhắc nhở ngươi một chút. Tần Trạch, cái này nghe càng giống là nói móc. Thẩm Kinh Binh, ha 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 ha. Thẩm Kinh Binh tiếng cười bại lộ bản tính của hắn. Đối với chuyện này, tại Tần Trạch ở đây đơn giản là hảo huynh để đánh một chút miệng trận chiến đùa dẫn một chút sinh hoạt gia vị tề thôi, Tần Trạch sẽ không để ở trong lòng, tương phản càng ưa thích loại cảm giác này, ít nhất sinh hoạt sẽ không quá nhàm chán. Giang Thành. Không người. Sa mạc không cây cối, Bão cát nổi lên bốn phía, hành không người, gió thấu xương, phố đi bộ, tầng trạch dưới chân dày da âm thanh thậm chí cũng có thể vang vọng. tầng trạch nhẹ giọng, cái này em mờ một hình vi rút rất lợi hại sao? thẩm kinh binh đi như thế nào đây? tầng trạch thản nhiên nói, nếu như rất lợi hại mà nói, vậy tại sao chúng ta không có chuyện? thẩm kinh binh, thẩm kinh binh rơi vào trầm tư, không phải nói vấn đề này có bao nhiêu khó trả lời, mà là dính dấp là đồ vật thực sự nhiều lắm đến mức để cho thẩm kinh binh không biết từ đâu mở miệng nói về là hảo. Tần Trạch vẫn là nói. Nói đến đây, Tần Trạch ngừng chân, quay người lại, hai con ngươi trong suốt nhìn chầm chầm thẩm kinh binh. Tần Trạch đổi một cái tương đối nghiêm túc giọng điệu nói, vẫn là nói, cái này em mờ một hình virus cũng không phải là bệnh bất trị. Trên thế giới này có cái này một phần nhỏ nhất người cùng ta nhóm một dạng không nhận cái này em mờ một hình virus ảnh hưởng. Thẩm kinh binh, cái này. Quả nhiên. Tần Trạch vẫn là như vậy nhạy cảm thẩm kinh binh cười khổ nói không sai biệt lắm chính là ý này tần trạch gật đầu một cái quay người lại tất bước tiến lên tần trạch vậy cái này cũng không phải là thiên tai mà là nhân họa hơn nữa có người ở trong đó thu lợi thẩm kinh binh ân tần trạch ung dung nói nếu như là ta ta biết sinh sản một nhóm có thể khống chế m một hình vi khuẩn thuốc đặc hiệu làm cho tất cả mọi người đối với thuốc đặc hiệu sinh ra ỉ lại tiếp đó thêm một bước phổ biến cho vay mua thuốc sắp đặt thẩm kinh binh xấu hổ chính như như lời ngươi nói Tần Trạch lắc đầu, không gian không thương, hảo dược cũng không phải hảo sản phẩm a. Thẩm Kinh Binh gật đầu cười. Tần Trạch nói khẽ, người này tuyệt đối không phải thương nhân. Thẩm Kinh Binh, tân. Thẩm Kinh Binh kỳ quái nhìn Tần Trạch. Tần Trạch thản nhiên nói, thương nhân kiếm là tin tức kém cùng trên lệch giá, càng hiểu rõ kiếm tiền bọn hắn thường thường không có cao như thế trí thông minh nghiên cứu ra loại này dài đến 5 năm cũng không có người nghiên cứu chế ra thuốc đặc hiệu. Thẩm Kinh Binh tính thăm dò hỏi, cho nên lão đại ngươi ý tứ? Tần Trạch trầm giọng nói, người này tuyệt đối là M1 hình vi khuẩn nhân viên công tác, người này so bất luận kẻ nào đều biết M1 hình vi rút, thậm chí không bài trừ con vi rút này chính là người này bồi dưỡng ra tới. Thẩm Kinh Binh Á khẩu không trả lời được. Tần Trạch, vấn đề là, đến tột cùng là cái gì để cho người này tức giận như thế, đến mức để cho người này không tiếc cùng toàn thế giới là địch. Thẩm Kinh Binh cúi đầu, cười khổ không thôi. Bất quá, cũng không trọng yếu. Tần Trạch chậm rãi tiến lên, thản nhiên nói, chuyện này cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào anh hùng cái gì ta không làm được ta không có bạch hổ lão ta phần kia tư tưởng giác ngộ cứ như vậy tần trạch chẳng có mục tiêu ở trên không trong thành đi dạo một bên thưởng thức gian thành quan cảnh tần trạch vừa cùng thẩm kinh binh nói đùa nói loạn thế thời đại cũng may có một phần nhỏ nhất người có thể hưởng thụ sinh hoạt bởi vì nó cũng không chen chút. nhưng nói đến chỗ xấu ngược lại cũng không phải không có bởi vì thành thị lâm vào gần như tê liệt trạng thái trạng thái như vậy phía dưới không thể nói là ngành dịch vụ mà nói đến mức để cho Tần Trạch cùng Thẩm Kinh Binh muốn tìm một cái quán cơm nhỏ ăn cơm chỗ cũng không có. Tất cả mọi người, tất cả mọi người đều trốn ở trong nhà suy nghĩ làm sao còn cho vay, suy nghĩ như thế nào mua sắm thuốc đặc hiệu tại trong loạn thế thời đại sống sót. Cái này khiến Tần Trạch có chút ưu sầu, người chung quy muốn ăn cơm, tiếp tục như vậy sao được. Trời không tuyệt đường người, Tần Trạch cuối cùng nhìn thấy người, rất nhiều rất nhiều người. Có thể để cho Tần Trạch phát hiện nhiều người như vậy, không phải thanh âm của bọn hắn, mà là thân ảnh của bọn hắn, đó là một loại tầng trạch đi qua thành không góc đường vừa vặn lúc này tầng trạch hướng bên tay phải liếc mắt nhìn tiếp đó liền thấy rất nhiều rất nhiều người quỳ trên mặt đất lặng yên không tiếng động thậm chí để cho tầng trạch cảm thấy mình có phải hay không thấy được nào đó nghệ thuật đại sư chế tác pho tượng nói như vậy cho dù là trên lớp học kỷ luật đều không thể để cho phòng học yên tĩnh như vậy chỉ có chân chính người đã chết mới có thể bảo trì như thế yên tĩnh tầng trạch ngừng chân nhìn về phía bên tay phải những cái kia người quỳ dưới đất đi ở phía sau thẩm kinh binh bất quá là ngay người công phu liền đụng phải tầng rạch trên thân hắn ổn định thân hình nhìn về phía tầng rạch ánh mắt nhìn về phía chỗ thấy được nhiều người như vậy quỳ trên mặt đất thẩm kinh binh không khỏi chấn kinh thành thị quá an tĩnh nếu như không phải tầng rạch thật sự rất khó phát hiện những thứ này người quỳ dưới đất nhóm hiếu kỳ thẩm kinh binh nghiêm túc nhìn lại nhìn một chút những thứ này người vì cái gì chỉnh tề quỳ trên mặt đất thế là thẩm kinh binh thấy được cái kia thường xuyên tán dương chính mình là người thông minh nữ nhân nhìn thấy cái kia một thân chính trang tinh xảo nữ nhân, thẩm kinh binh một cái tác đập vào trên mặt của mình, hắn có thể cảm giác được những ngày an nhàn của mình có thể chấm dứt. Thẩm kinh binh lầm bầm, suối quẩy. Bất quá, lời nói như vậy lấy, để cho thẩm kinh binh chú ý tới chính là, năm năm không thấy ngu yên cứ việc nhìn vẫn là như vậy mỹ lệ, nhưng băng con mắt ở giữa lộ ra quan không còn giống như là lúc trước như vậy lăng lệ, chỉ dùng như thế, tiều tụy, để hình dung càng thêm chuẩn xác. Năm năm thời gian, đem cái này sấm rền gió cuốn nữ nhân mài mòn góc cạnh, dù là ngu yên lại kiên cường, Tần Trạch biến mất thời gian 5 năm đủ để cho cái này nữ nhân đáng chết trò rỉ ra sơ hở, nữ nhân trời sinh yếu đuối. Thẩm Kinh Binh nhìn xem lo lắng yên, đột nhiên cảm giác được rất hả giận. Bất quá, càng nhiều, ngu yên nữ nhân này vẫn là để Thẩm Kinh Binh cảm thấy kính nể. Đối với Thẩm Kinh Binh, Tần Trạch nhìn xem bên kia ngu yên liền không có nhiều như vậy tâm tình, lúc này Tần Trạch đối với ngu yên là không có cảm giác nào. Tần Trạch chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái rất kỳ quái loạn thế thời đại làm sao lại có nhiều người như vậy tụ tập ở đây, rất kỳ quái vì cái gì nhiều người như vậy bên trong chỉ có một nữ nhân có tư cách đứng. Tần trạch lựa chọn đứng ở chỗ này, hắn muốn nhìn một chút đáp án dĩ nhiên là cái gì. Quỳ mọi người năng nỉ ngu yên, nói là xem ở mảnh đất này phân thượng, ngài liền xin thương xót A. À. Nói, những cái kia xí nghiệp gia đều ôm tiền chạy, chỉ có ngài còn tại. Nói, ngài không hề rời đi, chắc hẳn ngài nhất định còn sầu riêng mảnh đất này A, à, xin ngài xin thương xót A. À. Từ mọi người thanh âm bên trong, tần trạch hiểu rõ mấy cái cơ bản tin tức đệ nhất nữ nhân này gọi họ ngu thứ hai bây giờ không có người sẽ đưa tay trợ giúp mảnh đất này đệ tam tự hồ cái này họ ngu nữ nhân có thể nghiên cứu ra thuốc đặc hiệu tần trạch nghiêng đầu một chút quay người cuối cùng chịu chính diện đối mặt cái này họ ngu nữ nhân hai tay của hắn đạp túi hai con ngươi trong suốt đánh giá trước mắt ngu yên chờ mong chuyện kế tiếp thái phát triển tiếp lấy liền nghe được họ ngu nữ nhân lạnh lùng lên tiếng nàng nói ta ở đây là chờ nam nhân ta nàng nói, xin các ngươi không cần tự mình đa tình. Nàng nói, ta ngu yên bản thân cũng không phải là người tốt lành gì. Sau khi nói đến đây, tần trạch trung lên một giây. Thì ra nàng gọi ngu yên, đây là một cái thú vị tin tức. Nghĩ nghĩ, tần trạch hài lòng gật đầu một cái, hắn cảm thấy ngu yên đây là một cái tên rất dễ nghe, nghĩ đến nữ nhân này phụ mẫu hẳn là một cái người có văn hóa. Tần trạch thay cái khoanh tay tư thế nhìn xem ngu yên. Động tác đơn giản lại truyền một loại tần trạch dự định tiếp tục tại này lưu lại tín hiệu cái này cũng bên cạnh mặt biểu đặt ra ngu yên đưa tới chú ý tần trạch. Nàng nói, ta cũng là cực hạn tư tưởng ích kỷ người. Nàng nói, ta vốn hẳn nên giống như các ngươi quỳ gối nơi này. Nàng nói, con mắt của ta, cơ thể, tư tưởng, linh hồn chỉ có thể dung nạp tần trạch một người. Nghe được tần trạch cái tên này, tần trạch giật mình. Thẩm Kinh Binh cười thanh khách nhìn xem Tần Trạch, vẻ mặt và nụ cười lộ ra một cổ chế dẻo tư thái. Tần Trạch lúng túng nhún vai, làm bộ trấn định nói không nghĩ tới tần trạch cái tên này danh tiếng lớn như vậy thẩm kinh binh cười nói đúng không tần trạch hắn giọng một cái thản nhiên nói ta càng ưa thích mã rõ ràng cái tên này thẩm kinh binh cười không nói tần trạch trong miệng là lời khó nghe nhưng tần trạch cũng chưa đi ý tứ mà là tiếp tục đứng ở chỗ này nhìn xa xa bên kia tuyên bố tần trạch chính là nàng nam nhân nữ nhân nàng nói đừng nói các ngươi cho dù là hoa hạ biến mất cái này đều không có quan hệ gì với ta ta chỉ cần nam nhân của ta nàng nói nếu như nói a à anh hùng nam nhân ta mới thật sự là anh hùng nàng nói đừng có lại cầu ta ta cũng không ghi hận các ngươi ta chỉ là muốn nam nhân của ta ngu yên khàng cả giọng tiếng trống để cho tần trạch cảm nhận được ngu yên tuyệt vọng đến tục cùng là cỡ nào năng lượng tình yêu đem một nữ nhân giày vào thành cái dạng này tần trạch quay người lại trầm giọng nói đi thôi thẩm kinh binh khẽ giật mình đi nhìn xem tần trạch đi xa thân ảnh thẩm kinh binh không hiểu theo sau Thẩm Kinh Binh truy tại Tần Trạch phía sau, hỏi, có lẽ ngươi hẳn là hiểu rõ một ít gì. Thẩm Kinh Binh muốn nhìn một chút sắc mặt Tần Trạch, nhưng Tần Trạch cúi đầu, bóng tối bao trùm khuôn mặt của hắn, Thẩm Kinh Binh không thể nhìn rõ Tần Trạch vào giờ phút này biểu lộ, cái này càng làm cho Thẩm Kinh Binh sờ không tới đầu não cái này Tần Trạch đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Thẩm Kinh Binh trầm giọng nói, lão đại, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ sao? Tần Trạch trầm giọng nói, Liễu Y nói, thế giới này không có thời gian cái khái niệm này. Thẩm Kinh Binh, vậy làm sao? cái này không ảnh hưởng ngươi đi giải ngươi nên biết sự tình. Tần Trạch, Liễu Y nói không có khái niệm thời gian là bởi vì linh hồn, linh hồn là siêu thoát khái niệm thời gian. Thẩm Kinh Binh, nghe không hiểu. Tần Trạch, có lẽ. Tần Trạch thật đã chết rồi, ta chỉ là mặt mặt Tần Trạch thể xác mã rõ ràng mà thôi, dạng này ta đối với bất kỳ người nào đều không công bằng, tại ta không muốn trở thành là chân chính Tần Trạch phía trước, Tần Trạch chính là chết, cái kia ngu yên. Có thế tiếp nhận cũng không phải ta cái này thể xác. Nếu như nhất định để ta làm ra lựa chọn, ta càng có khuynh hướng lựa chọn làm hôm nay mà rõ ràng, cái này nhìn càng thêm chân thành. Thẩm Kinh Binh, thế nhưng là... Thẩm Kinh Binh có thể hiểu được tần trạch, nhưng hắn vẫn còn có chút không cam tâm, cứ việc cái kia ngu yên thường xuyên lợi dụng chính mình là người thông minh điểm ấy kỳ thị chính mình, nhưng không thể không thừa nhận chính là, ngu yên là cái để cho Thẩm Kinh Binh kính trọng người, liền hướng nàng đối với tần trạch phần này quyết tâm. Tần trạch đi. Tần trạch ý đã quyết. Thẩm Kinh Binh thở dài một hơi, gật gù đắc ý đi theo. Đi tới, tần trạch trong đầu tràn đầy ngu yên thân ảnh bản năng nói cho nói cho tần trạch hắn tần trạch có thể không nhớ được bất luận kẻ nào nhưng khi hắn mới gặp lại ngu yên một mặt kia lúc ngu yên là đời này của hắn đều không thể quên nữ nhân tần trạch rất rõ ràng có thể cảm giác được bởi vì đoạn đường này xuống gặp phải tất cả mọi người tần trạch đều không nhớ được hình dạng của bọn hắn duy chỉ có cái này ngu yên khuôn mặt của nàng rõ ràng phản chiếu tại trong đầu tần trạch nàng một thân chính trang mái tóc sạch sẽ gọn gàng co lại cả người lộ ra một cổ sấm trên gió cuốn bá khí nàng có được một đôi băng con mắt nhưng tần trạch có thể nhìn đến, thấy được nàng băng trong con ngươi hiện ra phiền muộn cùng sầu bi. Nữ nhân rất đáng thương. Tần trạch, nàng rất yếu đuối. Thẩm Kinh Binh, Tân. Trực giác nói cho Thẩm Kinh Binh, đây là giai đoạn hiện tại tần trạch đối với Ngu Yên đánh giá, nhưng Thẩm Kinh Binh so bất luận kẻ nào đều biết Ngu Yên là một cái như thế nào nữ nhân, nàng không phải là cái yếu ớt nữ nhân. Cái kia nữ nhân đáng chết, có thế 5 phút mổ xẻ một người đàn ông cơ thể. Tốc độ nhanh thậm chí có thể để cho nam nhân kia nhìn thấy hắn còn tại khiêu động tim đập. Tần Trạch, nàng làm không được đem cuộc đời của nàng cho hai cái khác biệt nam nhân, nàng không tiếp thụ được nam nhân phản bội, không tiếp thụ được chính mình quyết định nam nhân đừng người khác cướp đi, nàng ánh mắt lạnh như băng kia, nàng cái kia một thân lệ khí, nàng cái kia chanh chua sắc mặt đều tại mỗi giờ mỗi khắc bảo hộ nàng yếu ớt tâm. Thẩm Kinh Binh giật mình. Tần Trạch, ta cũng giống vậy. Thẩm Kinh Binh không biết nói thế nào cho phải. Tần Trạch, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi tương lai một nửa khác là dạng gì? Thẩm Kinh Binh lắc đầu. Tần Trạch, ta nghĩ tới tiếp lấy, tần trạch nói tiếp, nàng nhất định là cùng ta cũng như thế, quyết định, ông quyết tâm quyết tử đi đối đãi phần cảm tình này, dùng hành động cùng ngôn ngữ cho đối phương lòng tin, cho đối phương cảm giác an toàn. Thẩm Kinh binh, đây không phải là ngu yên sao? Mà không phải. Tần trạch trầm giọng nói, mà không phải mỗi ngày đều tại nơm nớp lo sợ, suy nghĩ có phải hay không có nam nhân đang câu dẫn chính mình nữ nhân, là có người hay không đang nhớ chính mình nữ nhân. Đối diện với mấy cái này, nàng hẳn không phải là nhu nhược, mà là kiên cường, dùng kiên quyết thái độ cùng kiên cường thủ đoạn để cho những nam nhân kia rời xa bọn hắn, mà không phải quá mức ỷ lại ta bảo hộ. Không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, đối mặt phần cảm tình này nàng hẳn là nắm giữ bảo hộ thủ đoạn của nó. Thẩm Kinh Binh, xem ra ngươi đối với Liễu Tiên Sinh ý kiến không là bình thường lớn a. Chương 692, cái này cũng không hợp lý. 3 ngày. 10 tháng Linh Tam Thiên. 5 năm 10 tháng Linh Tam Thiên. Sáng sớm. Tần Trạch kéo màn cửa sổ ra, sắc trời đồng dạng, mờ mờ. Đông đông đông. Cửa phòng bị gõ. Tần Trạch lấy lại tinh thần, trầm giọng nói, vào đi. Thẩm Kinh Binh đẩy cửa vào, hắn nói, lão đại, bây giờ phòng ở rất tốt mua, còn rất tiện nghi. Tần Trạch gật đầu một cái, tất cả mọi người tại cho vay mua thuốc, bán nhà cửa người còn sống tự nhiên nhiều. Thẩm Kinh Binh gật đầu một cái, ân, vậy chúng ta xế chiều đi nhìn phòng ở. Tần Trạch, ngươi an bài là được. Thẩm Kinh Binh, vậy thì buổi chiều. Sở dĩ Tần Trạch nghĩ tại Giang Thành mua sắm một bộ phòng ở là bởi vì M một hình vi khuẩn duyên cớ, thành thị cơ sở phục vụ công trình gần như tê liệt, hắn cùng Thẩm Kinh Binh muốn tìm một chỗ khách sạn cũng rất khó, cho nên Tần Trạch quyết định tại Giang Thành mua một bộ hai tay phòng, như vậy bọn hắn chỉ cần cân nhắc như thế nào nhét đầy cái bao tử vấn đề là được rồi. Tần Trạch cùng Thẩm Kinh Binh tiếp tục tại trên đầu đường đi dạo. Vừa tới xem Giang Thành phong cảnh, thứ hai tìm xem một chút nhìn nhà ai tiệm ăn sáng kinh doanh. Hoàn toàn hoang lương. Thẩm Kinh Binh đi theo Tần Trạch phía sau, hai tay của hắn cuộn tại sau đầu trong miệng trề môi nói khẽ nói còn không bằng trên núi tốt xấu trên núi có màng thầu cùng dưa muối cái này dưới núi gì cũng không có tần trạch không nói chuyện tần trạch đi tới thẩm kinh binh liền theo đi tới đi tới thẩm kinh binh phát giác không đúng bởi vì tiếp tục hướng phía trước đi liền đến vạn tinh tập đoàn thẩm kinh binh cảnh giác hắn không biết cuối cùng có phải hay không tần trạch theo bản năng hành vi năm phút bọn hắn đi tới vạn tinh tập đoàn cao ốc trước mặt xưa đâu bằng nay năm năm không thấy vạn tinh tập đoàn mặc dù vẫn như cũ như vậy to lớn, nhưng cao ốc lại là mờ mờ, hoàn toàn không còn trước đây ngăn nắp diễm lệ, ngược lại cho người ta một loại thần điện tấm màn rơi xuống bi thương cảm giác. Tần Trạch ngừng chân, ngước nhìn trước mắt vạn tinh tập đoàn cao ốc. Thẩm Kinh Binh giải thích nói, đây là vạn tinh tập đoàn, quốc nội lớn nhất tập đoàn, phía trước. Nói đến đây, Thẩm Kinh Binh dừng một chút, bởi vì hắn cũng không thể xác định lời kế tiếp có phải là hay không Tần Trạch muốn nghe nội dung. Ông lòng thấp thỏm bất an tình, thẩm kinh binh chậm rãi nói phía trước tần trạch làm việc ở đây qua tần trạch ngươi đây ta thẩm kinh binh cười nói đương nhiên cũng tại tần trạch gật đầu một cái cất bước đi tới thẩm kinh binh nghĩ nghĩ thản nhiên nói ta ở đây đợi ngươi liền không theo tần trạch ngoảnh mặt làm ngơ trực tiếp hướng đi vạn tinh tập đoàn cao ốc thần sắc bộ dáng giống như là bị cao ốc hấp dẫn tần trạch thận trọng đi qua cái này trước lầu đại quảng trường không biết làm tại sao hắn cảm thấy cái này rất long trọng cảm giác này rất khó hình dung, hắn nghĩ, nếu như là kết hôn, hướng đi hôn nhân điện đường cảm giác cũng bất quá như thế đi. Tần Trạch nhìn qua mờ mờ cao ốc, lớn nhất tập đoàn cũng chịu em mờ một hình vi khuẩn ảnh hưởng sao. Lời này nói thoáng hơi hơi mang một ít chế giễu ý tứ, nhưng càng nhiều giống như là một loại đối với nhiều năm không gặp lão hữu treo chọc. Đi tới, Tần Trạch chú ý tới dấu chân, đây là giày cao góc lưu lại dấu chân, là tươi mới. Mỗi lần một đạo giày cao gót dấu chân đều dính đi trên mặt đất thật vất vả trầm tích cho bụi. Tần Trạch xác nhận, hôm nay có người đến qua, là nữ nhân. Dựa theo trên đất dấu chân, Tần Trạch muốn theo bên trên nàng bước đi. Có chút phí sức. Tần Trạch một mặt khó hiểu, suy nghĩ, dựa theo cái này bước rộng, đây cũng là một M85 nữ nhân, một M85 nữ nhân cao giống như là mã còn mặc cái gì dày cao gót A. Đi lên bậc cấp thời điểm, chịu đến nấc thang ảnh hưởng, cái này bước rộng cuối cùng bình thường. Đẩy ra công ty đại môn, ở đây đã đầy tro bụi, trong không khí tràn ngập một cổ bụi bậm hương vị, để cho người ta trong lúc nhất thời khó thích ứng. Đi vào công ty, Tần Trạch phát hiện tại chính thức tiến vào công ty phía trước, có một đạo tương tự với nhà ga kiểm an môn, muốn thông qua cánh cửa này cần công tác chứng minh các loại đồ vật mới được. Tần Trạch đi tới, suy nghĩ hỗn loạn thời đại, thứ này hẳn là không mở điện mới đúng. Đưa tay đẩy cái kia cửa quay, không nhúc nhích tí nào, đèn đỏ chớp tắt. Tần Trạch mặt mo đỏ ửng, có chút lúng túng, cứ việc cũng không có người phát hiện hắn, nhưng Tần Trạch da mặt mỏng, tự tiện xông vào chỗ của người khác, cái này khiến hắn có một loại trộm đồ bị phát hiện xấu hổ cảm giác hắn nhớ tới thẩm kinh binh mà nói thẩm kinh binh đã thông báo tần trạch làm việc ở đây qua thế là ông thử nhìn một chút tâm tính tần trạch nắm tay đặt ở có thể là mở khóa vân tay chỗ đèn xanh thường hiện ra cửa mở tần trạch nhún vai nói khẽ không nhân công làm còn mở điện lãng phí tần trạch cũng không biết chính mình hẳn là đi chỗ nào đi dạo dứt khoát thì nhìn trên mặt đất cái kia tươi mới dấu chân đây là một cái không tệ tham khảo dựa theo dấu chân con đường tần trạch cuối cùng đi tới thang máy phía trước ngắm mũi chờ cửa thang máy mở. Tần Trạch đi vào, tùy tiện ấn con số. Ngẫu nhiên là, Tần Trạch đè xuống con số vừa vặn bị người theo qua, hắn vân tay cùng nàng vân tay giao dung lại với nhau khiến cho bộ môn bụi bậm thang máy ấn phím trở nên càng thêm ánh sáng. Cửa thang máy mở, Tần Trạch ôm tâm tình tò mò đi ra ngoài. Hiện ra ở Tần Trạch trước mắt là khu làm việc, ở đây rối bời, tự hồ đem thời gian dừng lại tại m một hình vi rút bột phát phía trước một giây, thông qua cái này rối bời văn kiện. Tần Trạch có thể cảm nhận được lúc trước nơi này việc làm cường độ cỡ nào lớn. Tần Trạch lẩm bẩm, đây cũng là bộ tiêu thụ a. Tần Trạch nghĩ, một công ty bận rộn nhất khả năng cũng chính là bộ tiêu thụ. Nghi hoặc, Tần Trạch đi qua bộ tiêu thụ, vừa đi vừa nghĩ, đi một chút xem, một cổ cảm giác quen thuộc sông lên đầu. Quỷ thần xui khiến, Tần Trạch nhìn một cái bàn thuận mắt, liền đi đi qua, ngồi xuống cảm thụ một chút cái ghế cứng mềm trình độ, nhìn một chút nơi này tầm mắt. Tần Trạch nhìn xem trước mắt quang cảnh, cảm thụ được văn phòng không khí, cảm thụ được dưới mông cái ghế cứng mềm. Tần Trạch cười khổ trực giác nói cho hắn biết đây cũng là lúc trước tần trạch bàn làm việc a à. tần trạch nửa nằm xuống lẩm bẩm rất thích ý tần trạch nửa nằm trên ghế hai tay cuộn tại sau đầu hai con ngươi trong suốt nhìn chăm chú trần nhà trong lòng suy nghĩ trước đây tần trạch đến tục cùng là một cái người thế nào cái này tần trạch đời trước có phải hay không cứu vớt hệ ngân hà bằng không thì làm sao lại bị như thế thần tiên bạn gái ưa thích lúc này tần trạch không phải khi đó tần trạch thực sự giảng bây giờ tần trạch đã cái gì đều không nhớ được số học lão sư nói rất đúng quá trình rất trọng yếu, dù là kết quả của ngươi là đúng. Lúc này Tần Trạch hâm mộ khi đó Tần Trạch, bởi vì lúc này Tần Trạch có thể trọn vẹn cảm nhận được, khi đó Tần Trạch dù là không hề làm gì, hắn cũng là bị yêu, phần này thích không cần hắn đi cố gắng, tranh thủ, cái kia gọi là ngu yên nữ nhân sẽ vì hắn thu xếp hảo hết thảy trở ngại bọn hắn ở chung với nhau chướng ngại. Lúc này Tần Trạch vô cùng hâm mộ loại kia bị người kiên định không thay đổi lựa chọn cảm giác. Tần Trạch đứng dậy, hắn tính toán tiếp tục đi loanh quanh. To lớn lại khổng lồ vạn tinh tập đoàn tần trạch không biết hẳn là đi chỗ nào dứt khoát liền theo trên sàn nhà cái kia giày cao gót dấu chân đi thế là tần trạch đi tới một đạo trước cổng chính không giống với những thứ khác môn cánh cửa này là song diệp môn chắc hẳn tại cánh cửa này sau lưng hẳn là một chỗ phòng họp phòng họp lời nói tựa hồ còn có chút nhỏ mặt tiền này hẳn là diễn thuyết sảnh mới đúng tần trạch chỉnh lý một phen vạt áo nhún vai đưa tay đẩy ra cánh cửa kia kiếp dầu thời gian quá lâu cho bụi đem ở đây phong ấn đẩy cửa ra lúc lại có nguyên nhân vì cho bụi mà dẫn đến bế tắc âm thanh, có chút ầm ỉ, cái này khiến Tần Trạch có chút bất an, hắn cũng không muốn bị người phát hiện, hắn cho là hắn là khách nhân, không nên đánh nhiễu tới đây chủ nhân. Đẩy cửa ra, Tần Trạch đi vào, hiện ra ở Tần Trạch trước mắt là rộng lớn diễn thuyết đài, chỗ ánh mắt nhìn tới vây quanh cũng là chỗ ngồi, cái này khiến hắn có một loại bị quần tinh nâng lên cảm giác. Tần Trạch có chút áp lực, nghĩ đến cái này diễn giảng gia cũng không dễ làm, trước mặt nhiều người như vậy, bao nhiêu sẽ có chút khẩn trương. Cũng may chính là, ở đây mờ mờ, không có ai, áp lực cũng theo đó cắt giảm không thiếu. Tần Trạch định lúc này rời đi, nhưng hắn cũng không biết là nghĩ như thế nào, bản năng liếc mắt nhìn diễn thuyết sảnh xó xỉnh phương hướng, thế là hắn thấy được cái kia ghé vào trên mặt bàn ngủ ngu yên. Cái này khiến Tần Trạch có chút chấn kinh, khi chưa có nhìn thấy ngu yên, Tần Trạch đơn giản chính là cho là mình vô cùng đơn giản liếc mắt nhìn cái kia đảo ngược mà thôi, hơn nữa người ánh mắt chung quy muốn rơi cái địa phương A. Nhưng thấy được ngu yên, Tần Trạch liền biết cái này cũng không bình thường, ngược lại là có một loại vận mệnh cảm giác mặt khác để cho tần trạch có chút khó mà tiếp thu chính là những cái kia giày cao gót dấu chân là nàng không đúng cái này cũng không hợp lý nữ nhân này nhìn chỉ có một m 7 chiều cao nàng làm sao có thể có loại kia khoa trương bước rộng nữ nhân này không nên nắm giữ dài như vậy chân mới đúng cái này cũng không hợp lý lúc này ngu yên chậm rãi ngẩng đầu đó là một đôi con ngươi lạnh giá thấu xương băng trong con ngươi ngẫu nhiên nổi lên một tia ưu sầu cùng thương cảm nhưng khi nàng băng con mắt nhìn thấy tầng trạch gương mặt kia Ngu Yên thần sắc động lại. Ba ngày. Mười tháng linh tam thiên. Năm năm mười tháng linh tam thiên. Ngu Yên có một lần được như nguyện thấy được chính mình mến yêu nam nhân. Ngu Yên đứng dậy, chạy về phía hắn, tần trạch. Chương 693, người biến thái A. Tần trạch ngây người ở giữa, không kịp chờ đợi Ngu Yên đã nhào về phía tần trạch. Tần trạch lấy lại tinh thần, thấy được dưới mắt cũng là bàn ghế biên biên giác giác, nàng lại là không giữ lại chút nào ôm, nếu như lúc này chính mình tránh ra, cái này gọi là ngu yên nữ nhân nhất định sẽ làm bị thương. Tần trạch không thể trốn tránh, tùy ý ngu yên nhào vào tần trạch trong ngực. Ngu yên lần nữa cảm nhận được tần trạch lồng ngực nhiệt độ, mùi vị quen thuộc trong nháy mắt để cho cái này băng sơn mỹ nhân nước mắt sụp đổ. Nàng từ từ nhắm hai mắt, nước mắt không ngừng hiện lên, nàng gắt gao cắn răng, hung hăng nắm chặt tần trạch cổ áo, trong miệng nghẹn ngào không cam lòng âm thanh. Ngu yên, tần trạch. Tần trạch nhìn xem trong ngực ngu yên, hắn phát hiện nữ nhân này thật tốt tiểu xảo, nàng bảo dưỡng phi thường tốt, trên lưng không có một tia thịt thừa, tay vịn tại ngang hông nàng sẽ có một loại viễn chuyển vừa ôm cảm giác. Tần Trạch không nhớ được đã từng cùng ngu yên phát sinh hết thảy, nhưng lại yên lặng hâm mộ đã từng cái kia Tần Trạch, hắn là như vậy có phúc phận, có thể nắm giữ như vậy y như là chim non nép vào người bạn gái. Ngu yên khóc như mưa, Tần Trạch, những năm này ngươi đi đâu vậy a? À? Ngươi có biết hay không ta? Nói xong, ngu yên không ngừng dùng nắm tay nhỏ đi chùi y Tần Trạch lồng ngực. Tần Trạch lấy lại tinh thần, không mất lễ phép đẩy ra ngu yên. Ngu Yên thấy được chính mình càng ngày càng xa cách Tần Trạch ôm ấp hoài bảo, nàng mặt tràn đầy không thể tin nhìn xem Tần Trạch, đơn giản không thể tin được đây là Tần Trạch vốn có cử động. Tần Trạch ngượng ngùng cười nói, ngươi có thể nhận lầm người. Lời ấy vừa rơi xuống, Ngu Yên con ngươi không thể tin run rẩy, nàng đơn giản không thể tin được chính mình nghe được. Ngươi, Ngu Yên cà lâm nói, ngươi nói cái gì? Tần Trạch lúng túng vào đầu, ngươi có thể nhận lầm người, ta không phải là Tần Trạch. Như sấm bổ đầu, Ngu Yên suýt nữa không có đứng vững, cũng may nàng đưa tay liền có thể có cái bàn có thể đỡ. Tần Trạch có chút bận tâm nhìn xem Ngu Yên, hắn không nghĩ tới như vậy sẽ đối với Ngu Yên có lớn như thế lực trùng kích. Cứ như vậy. Tần Trạch nói khẽ, ngươi nhận lầm người. Tần Trạch quay người rời đi. Ngu Yên treo lên đỉnh đầu choáng váng, đưa tay bắt lại Tần Trạch cánh tay. Tần Trạch cảm nhận được trên cánh tay truyền đến sức mạnh, cái này gọi là Ngu Yên nữ nhân sức mạnh rất đủ, nhưng lại cho Tần Trạch một loại dầu hết đèn tắt cảm giác, điều này cũng làm cho Tần Trạch cảm nhận được khi xưa Tần Trạch đến tột cùng tại Ngu Yên trong lòng chiếm giữ địa vị như thế nào. Ngu Yên chật vật nói, ngươi là Tần Trạch. Tần Trạch một mặt lúng túng nhìn xem Ngu Yên, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì là hảo. Ngu Yên ngẩng đầu, trong mắt chứa lệ qua nhìn xem Tần Trạch. Ta chờ ngươi 5 năm, năm. Ngu Yên hàm răng chứa môi, không cam lòng nói, ta đau khổ đợi ngươi 5 năm, năm, ngươi sao có thể nói cho ta biết ngươi không phải Tần Trạch. Nói thì nói như thế lấy, lúc này Ngu Yên chú ý tới Tần Trạch cặp kia trong suốt hai mắt, tự hồ. Tần trạch hai mắt càng thêm thanh tịnh, phần kia thanh tịnh cũng không phải đã từng tần trạch có. Hôm nay tần trạch cùng 5 năm trước tần trạch có biến hóa, nhưng ngu yên 10 phần vững tin trước mắt tần trạch chính mình nam nhân, tần trạch có thể lừa qua bất luận kẻ nào, nhưng duy chỉ có không lừa được ngu yên. Tần trạch gãi đầu, nói khẽ, ta gọi mã rõ ràng. ba, Ngu yên đưa tay chính là một cái tác. Tần trạch mắt choáng váng, hắn không nghĩ tới ngu yên nữ nhân này đã vậy còn quá ngang ngược, cái gì cũng không nói, đưa tay liền đánh người tần trạch bụng mặt, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Chịu nữ nhân đánh, cũng không thể đánh lại a. À. Nam nhân đánh nữ nhân, thắng thua cũng không trọng yếu, khi nam nhân đưa tay đi đánh nữ nhân thời điểm nam nhân cũng đã thua. Muốn trách cũng chỉ có thể tự trách mình sơ suất, vậy mà có thể bị một cái nhược nữ tử ra tay làm bị thương. Ngu yên đáy mắt nổi lên ngoan ý, ngươi quên ta đi. Ách, tần trạch nói khẽ, không thể nói là, thực sự giảng, ta khi tỉnh lại nên cái gì đều không nhớ rõ. Ngu yên, ngươi. Ngu Yên đưa tay liền muốn đánh Tần Trạch. Lần này Tần Trạch có chỗ đề phòng, lập tức bắt được Ngu Yên cổ tay tại chỗ khống chế được Ngu Yên cực đoan hành vi. Tần Trạch trầm giọng nói, tự trọng. Ngu Yên hàm răng chứa môi, Tần Trạch. Ngươi cũng dám đem ta quên. Tần Trạch nhíu mày, lòng sinh chán nản. Hắn có thể cảm giác được nữ nhân này cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu xuống, lệ trên mặt nàng thủy nhượng Tần Trạch nội tâm không thoải mái, hắn chán ghét nữ nhân ở trước mặt mình khóc thầm cảm giác, đó là một loại đạo đức phương diện bên trên khiển trách, để cho người ta cảm thấy chán ghét là rõ ràng chính mình cũng không có làm gì, tình thế phát triển đến bây giờ chỉ là cái này gọi là ngu yên nữ nhân cố tình gây sự. Tần trạch âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ ta đây có phải hay không tần trạch, ngươi so bất luận kẻ nào đều biết. Ngu yên quát, ngươi có thể không nhớ được khi xưa sự tình, ngươi có phải hay không tần trạch, ngươi so ta tin tường. Tần trạch nhìn xem trước mắt cái này tinh xảo nữ nhân, hắn không nghĩ tới nữ nhân này miệng vậy mà lăng lệ như vậy, trong lúc nhất thời vẫn thật là có chút điện bất quá nàng nửa ngày. Tần Trạch cũng bình tĩnh lại, hắn ung dung thở dài một hơi. Tần Trạch tâm bình khí hòa nói, có lẽ ta là Tần Trạch, nhưng ta quả thật nhớ không nổi khi xưa sự tình. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng ta bây giờ cái trạng thái này tuyệt đối không phải ngươi yêu thích cái kia Tần Trạch, ta cũng hy vọng ngươi có thể minh bạch ngươi yêu thích là cái này thân thể khi xưa linh hồn, mà không phải cái này túi da. Lời vừa nói ra, Ngu Yên giật mình. Đây là Ngu Yên không có nghĩ tới, dù là nàng không tán đồng Tần Trạch lời nói, nhưng không thể không thừa nhận chính là Tần Trạch nói tới cũng là chính xác. Tần Trạch nói khẽ, ta ngay cả chính ta là ai ta đều không biết. Lúc nói câu nói này, Tần Trạch trên mặt hơi có vẻ thương cảm. Tần Trạch dừng một chút, quyết định cuối cùng quay người rời đi. Ngu Yên ngắm nhìn Tần Trạch bóng lưng rời đi, nước mắt rơi như mưa. Đánh chết Ngu Yên cũng không nghĩ đến, chính mình cùng Tần Trạch gặp lại hôm nay lại là như vậy. Theo Tần Trạch bóng lưng càng ngày càng xa, thời gian dần qua, Ngu Yên trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Ngu Yên cắn răng một cái, bỗng nhiên chìm một hơi, phóng tới tầng trạch, một tay lấy tầng trạch túng trở về. Hôn. Ngu Yên một cái kéo lấy tầng trạch cái cổ, kéo một phát, rút ngắn nàng và tầng trạch môi ở giữa khoảng cách, nàng điểm nhớ mũi chân, hung hăng hôn lên trên môi tầng trạch. Tầng trạch cặp mắt trợn tròn, khoảng cách gần nhìn xem Ngu Yên khóe mắt nước mắt, hắn mặt tràn đầy không thể tin. Đến tột cùng là cỡ nào tinh xảo nữ nhân, nước mắt làm sao có thể treo ở nàng lông mi dài lên a? Bỗng nhiên lấy lại tinh thần, tần trạch bỗng nhiên đẩy ra ngu yên tần trạch không ngừng dùng ống tay áo đi lau trên miệng mềm mại tần trạch tức giận sinh khí vì cái gì nữ nhân này hôn chính mình thời điểm chính mình bản năng cũng không phải đẩy ra nàng mà là tự hỏi vì cái gì trên thế giới sẽ có tinh xảo như vậy nữ nhân tần trạch tức giận quát lớn ngươi có mau bệnh a à? ngu yên hàm răng chứa môi khóe mắt nước mắt lấp lóe ngu yên quên ta ngươi tần trạch dựa vào cái gì bằng vào ngươi há miệng sao tần trạch giận dữ mắng mỏ ta nói không rõ sao ta thật sự nhớ không nổi khi xưa sự tình dù là ta đã từng là tần trạch ngươi yêu thích cũng là khi xưa tần trạch mà không phải bây giờ ta đây ngu yên một mặt vẻ dữ tợn ngu yên ngươi một câu ngươi không nhớ được khi xưa sự tình liền có thể xong hết mọi chuyện sao ngươi cho ta ngu yên là nữ nhân gì ta cho ngươi biết tần trạch ngươi có thể nhớ tới chuyện lúc trước tốt nhất ta cũng khuyên ngươi nhớ tới khi xưa sự tình nếu như ngươi nhớ không nổi vậy ngươi liền chết cho ta ta ngu yên cũng không sống một mình Tần Trạch, ngươi. Ngu Yên giữ tận quả thật có chút hù dọa Tần Trạch, hắn không nghĩ tới trên thế giới lại có bá đạo như vậy không nói lý nữ nhân. Tần Trạch, ngươi mẹ nó chính là biến thái A. Ngu Yên hồng lấy hai mắt, một mặt tức giận nhìn xem Tần Trạch. Tần Trạch phát hiện mình giống như không quá sẽ ứng đối nữ nhân này, thế là lạnh trên một tiếng, trốn. Tần Trạch nghĩ, tránh mà nói, hẳn là có thể A. Chương 694, Người Thông Minh Đáng Chết Vạn Tinh tập đoàn bên ngoài Thẩm Kinh Binh ngồi ở trên bậc thang nhìn lên trước mắt trống rỗng thành thị, thỉnh thoảng từ trong miệng thở ra sương mù. Tần trạch đi ra. Thẩm kinh binh hung hăng mổ một điếu thuốc, đem thuốc cuốn đặt tắt tại dưới chân. Thẩm kinh binh, lão đại. Tần trạch nhìn không yên lòng, tự hồ có tâm sự. Tần trạch đi. Thẩm kinh binh nghi ngờ hỏi, lão đại, ngươi đỏ mặt cái gì? Thẩm kinh binh giật xuống tần trạch cuối cùng một khối tấm màn che, tần trạch mặt mo trong nháy mắt đỏ hơn. Thẩm kinh binh ngược lại là không cảm thấy cái này có gì, thế là liền theo hỏi, thế nào? Tần Trạch dùng ống tay áo hung hăng lau miệng, đã qua đã lâu như vậy, Tần Trạch vẫn như cũ có thể cảm nhận được ngu yên trên môi nhiệt độ cùng mềm mại, cái này tựa như thời khắc nhắc nhở lấy Tần Trạch, vừa rồi chính mình cùng cái kia dễ nhìn nữ nhân hôn. Tần Trạch, đi. Thẩm Kinh Binh con ngươi đảo một vòng, Kinh Thanh, ngươi gặp phải ngu yên. A. À. Tần Trạch đỏ mặt, khiếp sợ nhìn xem Thẩm Kinh Binh, làm sao ngươi biết? Thẩm Kinh Binh chắc là có thể đem Tần Trạch cùng ngu yên liên hệ với nhau, cái này khiến Tần Trạch mười phần bất an, bởi vì càng như vậy, hắn càng là có thể cảm giác được chính mình cùng cái kia gọi là ngu yên nữ nhân quan hệ không phải dùng tình lữ loại này cấp thấp từ ngữ liền có thể khái quát đó là tinh thần độ cao phối hợp cùng phù hợp chính như ngu yên vừa mới buông xuống ngoan thoại ngươi hoặc là chết hoặc là nhớ tới đã từng thẩm kinh binh thở dài một hơi không cần nghĩ cũng biết cái kia ngu yên mệnh cũng thật khổ thẩm kinh binh thở dài để cho tần trạch có một loại cảm giác nguy cơ giống như là chính mình xin lỗi rồi ngu yên tần trạch trên mặt hiện lên hết đường chối cải bất đắc dĩ thế nhưng là ta thật sự nghĩ không ra đã từng ta cái dạng này có thế xứng đáng ai vậy này đó căn bản giảng không thông a à. thẩm kinh binh ai biết tần trạch vào đầu lộ ra ảo não vạn phần biểu lộ thẩm kinh binh chúng ta muốn đi sao nói nhảm tần trạch nói bằng không thì đâu tần trạch đi thẩm kinh binh đi theo phía sau to lớn quảng trường tần trạch xuyên qua quảng trường cần một khoảng cách đoạn khoảng cách này cũng cho tần trạch đầy đủ tự hỏi thời gian cũng không biết vì cái gì tần trạch trong đầu lúc nào cũng hiện lên ngu yên lê hoa đái vũ ánh mắt nhất là nàng lông mi thật dài bên trên mang theo nước mắt bộ dáng nàng cái kia thê mỹ lại bộ dáng quật cường là như thế rõ ràng để cho tần trạch tâm động không ngừng tần trạch trong lòng giống như đánh nát bình ngũ vị đồng dạng vô cùng phức tạp hắn nghĩ nhớ lại khi xưa tất cả như vậy hắn có thể thuận lý thành chương bị ngu yên thích tiếp nhận nàng thích nhưng không nhớ nổi lúc này tần trạch có thể làm sao cái này sẽ để cho tần trạch có một loại trộn cùng lừa gạt cảm giác tần trạch ngừng chân thẩm kinh binh cũng đứng vững tần trạch cắn răng tức giận biểu thị ngươi biết cái kia họ ngu nữ nhân phải không thẩm kinh binh gật đầu một cái kỳ thực thẩm kinh binh là tại tần trạch sau lưng hắn gật đầu động tác cũng không thể bị tần trạch nhìn thấy mà tần trạch tựa hồ biết đáp án hỏi cái này sao câu nói bất quá là đi cái quá trình hoặc giả thuyết là đơn giản làm nền miễn cho nói tiếp nói ra quá cứng nhắc. tần trạch thân tâm không yên nói ta không biết nói với nàng cái gì cũng không biết như thế nào nói với nàng nhưng nàng cái kia trạng thái tinh thần ngươi đi cùng nàng tâm sự a à, tương đối phía dưới ngươi sau bây giờ ta đây hiểu rõ hơn nàng ta cảm thấy ngươi cũng phải có cái gì nghĩ nói với nàng nói đi tần trạch cất bước rời đi thẩm kinh binh nhìn xem tần trạch bóng lưng suy nghĩ cứ việc tần trạch mất trí nhớ chắc hẳn hắn vẫn là không bỏ xuống được ngu yên thẩm kinh binh quay người lại cùng tần trạch quay lưng mà trì đối với tần trạch thẩm kinh binh muốn tìm ngu yên liền không có dễ dàng như vậy hắn ước chừng tìm hơn nửa giờ lâu cuối cùng mới tại nhân viên phòng họp tìm được ngu yên, ngu yên quỳ trên mặt đất lấy nước mắt rửa mặt. thẩm kinh binh thấy tình thế cũng không biết nói thế nào cho phải. ngu yên phát giác thẩm kinh binh, nàng khóc thầm động tác dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu thấy được thẩm kinh binh gương mặt này, ngu yên con ngươi không thể tin run rẩy, không nghĩ tới hắn cũng không chết. bất quá cái này cũng không trọng yếu. ngu yên đứng dậy đi đến thẩm kinh binh trước người, bóc một cái ở thẩm kinh binh cổ. lúc này lấy ngu yên thực lực chỉ cần trên tay nàng hơi dùng sức, thẩm kinh binh liền chết thẳng cẳng. Thẩm kinh binh nhìn xem mặt tràn đầy lệ qua ngu yên, khẽ thở dài một hơi, tẩu tử, ta cái gì cũng không thấy, ngươi rơi lệ sự tình, ta sẽ nát vụn ở trong lòng. Ngu yên là trời sinh muốn mạnh nữ nhân, nàng không cho phép tần trạch bên ngoài người thấy được nàng mềm yếu một mặt. Ngu yên cái kia bóp lấy thẩm kinh binh cổ tay rũ xuống. Ngu yên, ngươi quả nhiên là người thông minh. Thẩm kinh binh một mặt ngưng trọng nhìn xem ngu yên, hắn nhìn ra được ngu yên lúc này suy yếu thẩm kinh binh ta liền không dìu ngươi ngươi đứng không vững an vị lấy a à. thẩm kinh binh vẫn là hiểu rõ một chút ngu yên tính cách loại nữ nhân này ra tầng rạch bên ngoài người khác không thể chạm vào bất kỳ tứ chi tiếp xúc đối với ngu yên mà nói cũng là một loại xâm lược hành vi tình du cờ ngu yên cảm tạ ngu yên ngồi ở trên ghế hư nhược đỡ mặt bàn thẩm kinh binh nhìn xem hư nhược ngu yên trong lòng suy nghĩ lúc này hẳn là nói với nàng chút gì là hảo lão đại chỉ là để cho hắn tới nhưng không có nói cho hắn biết đến tìm ngu yên mục đích thẩm kinh binh, lão đại ta để cho ta tới. Ngu yên gật đầu một cái. Thẩm kinh binh, cho nên, ngươi xem một chút ngươi có cái gì muốn hỏi, hắn cũng không có phân phó ta tới tìm ngươi phải làm gì. Ngu yên dừng một chút. Nửa ngày. Ngu yên lắc đầu. Đối mặt đã mất trí nhớ tần trạch, loại đã kích này để cho ngu yên không có lòng dạ đi đặt câu hỏi. Thẩm kinh binh thấy thế, bó tay toàn tập, hắn vò đầu, thở dài. Tẩu tử ngươi cái này, thẩm kinh binh nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, lão đại để cho ta tới, ta dù sao cũng phải nói chút gì a à. ngu yên ngươi là cảm thấy nhìn thấy chuyện cười của ta còn thiếu thẩm kinh binh nghĩ nghĩ ngươi là hắn hy vọng hình ngu yên nghe tiếng ngẩng đầu một mặt không hiểu nhìn xem thẩm kinh binh thẩm kinh binh hắn nói chuyện ngày hôm qua ngu yên con ngươi lấp lóe nàng không nghĩ tới đây không phải là ảo giác lai phúc để cho nàng tìm đạo thân ảnh kia chính là tần trạch theo lý thuyết ngày hôm qua tần trạch đã chú ý tới chính mình bởi vì ngu yên không hỏi Thẩm Kinh Binh dứt khoát liền nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Thẩm Kinh Binh tiếp tục nói, hôm qua chúng ta vừa tới Giang Thành, đi lang thang thời điểm nhìn thấy ngươi, lúc đó Tần Trạch dừng lại một đoạn thời gian, thời điểm ra đi hắn nói ngươi là lý tưởng của hắn hình, hắn nói hắn rất hâm mộ khi xưa Tần Trạch, hâm mộ hắn có thể bị ngươi kiên định không thay đổi lựa chọn, hắn nói hắn giống như ngươi cũng là khuyết thiếu cảm giác an toàn người, cho nên thích ngươi loại này cường thế, bá đạo nữ nhân, bởi vì cùng hắn đồng dạng nắm giữ bảo hộ chút tình cảm. Này năng lực, không đến mức mọi chuyện cần thiết đều cần hắn đi giữ gìn thời gian dần qua ngu yên cặp kia băng con mắt sáng ngời lên ngu yên thật sự trong lời nói có ngu yên khó che giấu kích động cùng vui vẻ thẩm kinh binh lúng túng gãi gãi chóp mũi hắn cũng không tin thật những lời này chính mình có nên hay không giảng nhưng trừ cái đó ra hắn cũng chính xác không biết mình phải nói một chút gì thẩm kinh binh thật sự lời vừa nói ra ngu yên trên mặt màu sắc rõ ràng dễ nhìn không thiếu tiều tụy khuôn mặt bịt kín một tầng thật mỏng tâm tình vui sướng thẩm kinh binh nghĩ nghĩ nói khẽ sở dĩ hắn đối với ngươi làm như không thấy ta cảm thấy càng giống là một loại trốn tránh ngu yên trốn tránh thẩm kinh binh gật đầu một cái lập tức tiếp tục giải thích nói ta cảm thấy tầng trạch nội tâm của hắn là phức tạp hắn không phải không thích ngươi ách khiếp khao giảng càng hẳn là hướng tới a ta cảm thấy hắn là hướng tới ngươi chỉ là bởi vì hắn hiện tại đúng là không nhớ ra được khi xưa sự tình đến mức hắn có một loại ngươi có thể tiếp nhận chính là khi xưa tầng trạch hắn sợ ngươi yêu thích là khi xưa tầng trạch mà không phải hắn hiện tại cũng không tiếp thụ được như ngươi loại này nữ nhân ở trong đời đối với nam nhân có lựa chọn khác, cho nên. Ngu yên, cho nên cái gì? Ngu yên có chút lo lắng. Thẩm kinh binh tính thăm dò nói, ta cảm thấy hắn có thể so ngươi càng gấp khôi phục khi xưa ký ức, bởi vì như vậy lời nói hắn liền có thể thuận lý thành chương tiếp nhận ngươi tình cảm. Ngu yên, hắn. Ngu yên nắm chặt nắm đấm run rẩy lên. Thẩm kinh binh nở nụ cười, nhờ vào đó hòa dịu lúng túng. Nói cho cùng, thẩm kinh binh vẫn cảm thấy cái nhìn của mình quá mức chủ quan, phân tích được đồ vật không chịu nổi cân nhắc cho nên a à, thẩm kinh binh cười thanh khách nói hai người chuyện này theo ta đến xem ta là khuyên giải không khuyên giải phân tẩu tử ngươi bên này lòng dạ phải đứng trụ không thể bởi vì tần trạch thái độ mà lui bước chuyện này không sợ tần trạch không khôi phục ký ức liền sợ tần trạch khôi phục trí nhớ thời điểm ngươi không tại thực sự không được nói đến đây thẩm kinh binh dừng một chút đơn giản nổi lên một chút Thẩm Kinh Binh cười khổ nói, thực sự không được, ngươi liền tể Tần Trạch, ngươi không tiếp thụ được Tần Trạch nắm giữ những nữ nhân khác, ta cái này cho Tần Trạch làm huynh đệ, ta cũng không vừa mắt. Ngu Yên nghe tiếng, đứng lên, băng trong con ngươi lần nữa nổi lên vẻ dữ tận, đó là một loại cực đoan cùng tín niệm kiên định. Nói xong những thứ này, Thẩm Kinh Binh liền đi. Quảng trường, Thẩm Kinh Binh quay người lại, ý vị thâm trường nhìn qua vạn tinh tập đoàn cao ốc. Thẩm Kinh Binh lời nói đối với Ngu Yên mà nói, đây đúng là một tề thuốc trợ tim, cái này khiến Ngô Yên càng thêm kiên định lập trường của mình, nhưng Thông Minh Thẩm Kinh Binh lại lưu lại một tay. Chật. Thẩm Kinh Binh nhếch miệng lên cười xấu xa. Để Tần Trạch. Thẩm Kinh Binh cười hắc hắc nói, bây giờ ngoại trừ cái kia Liễu Tiên Sinh, còn có ai có thể đánh thắng Tần Trạch. Thẩm Kinh Binh lắc đầu thở dài, quay người rời đi. Người thông minh. Thẩm Kinh Binh đạo, người thông minh đáng chết a. À. Chương 695, đây không phải nhà ta sao? Tần Trạch tại Giang Thành mua một bộ căn phòng, là Thẩm Kinh Binh trả tiền đảo cũng không nhiều, hai vạn khối tiền ra một cái đầu. Thời đại bánh xe không ngừng tiến lên, theo đạo lý tới nói hai vạn khối tiền không tính là cái gì đồng tiền lớn, phải biết ở trên thị trường đã có cao cấp điện thoại đều có thể bán được hai vạn đồng tiền, cho nên tại mua phòng lĩnh vực này, hai vạn khối tiền có thể mua một cái hơn 40 bằng phẳng phòng ở thật sự chính là cải trắng giá cả. Nhà khu vực không phải rất tốt, phòng ở cũng là loại kia no bụng trải qua hơn 50 năm phong sương phòng ở cũ, bởi vì từ đầu đến cuối không có nhà đầu tư chiếm dụng cái này khu vực, cho nên cái này cũ nát lão lâu liền còn sót lại bán cho tần trạch nhà là một đôi cao tuổi lão nhân tần trạch cùng thẩm kinh binh nhìn thấy đôi này lão nhân thời điểm bọn hắn ho khang liên tục từ trên mặt của bọn hắn màu sắc đến xem sợ là bọn hắn cũng sống không được bao lâu cái này cũng là tần trạch lần thứ nhất khoảng cách gần cảm nhận được m một hình virus đối với dân chúng bình thường ảnh hưởng lão nhân không hiểu mạng lưới bọn hắn chỉ là nghe qua tần trạch cái tên này cũng không có gặp qua tần trạch ảnh chụp cho nên nhìn thấy tần trạch thời điểm bọn hắn là không có cảm giác chỉ là đơn thuần cho rằng tần trạch cùng thẩm kinh binh là hai cái cơ thể dị thường khỏe mạnh tiểu tử. Lão nhân nói, tiểu tử, đi ra ngoài nhớ kỹ chú ý phòng hộ A, bây giờ em mờ một hình vi rút rất đáng sợ. Tần trạch nở nụ cười, nói câu tạ, dư thừa không nói. Thẩm kinh binh trả tiền, tần trạch liền nhận được lão nhân đưa tới chìa khóa. Lão nhân nói, phòng này đã là các ngươi. Lúc nói chuyện, lão nhân cùng với ho khang, câu nói này nói cố hết sức. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, vốn là một cọc vui vẻ mua bán, không có nghĩ rằng vừa trả tiền xong, lão nhân cái kia cũ nát điện thoại nắp gập vang lên, cũ rít điện thoại, lão nhân dùng cùng hắn nói chuyện một dạng phí sức, rõ ràng chỉ cần đem sửa chữa mở ra liền có thể tiếp thông điện thoại. vừa mới lật ra nắm điện thoại di động, còn không đợi lão nhân đem ống nghe đặt ở bên tai liền có thể nghe được điện thoại một đầu khác tiếng gầm gừ. phòng ở bán không có a, à. chúng ta chờ tiền còn mua thuốc cho vay đâu? lão nhân nói bán bán, chờ ta đi lấy tiền. điện thoại bị dập máy lão nhân tốc độ phản ứng giống như là trong tay hắn cũ nát điện thoại nắp gập theo không kịp thời đại tốc độ hắn bất quá là vừa đem ống nghe đặt ở bên tai tiếp đó điện thoại liền bị dập máy lão nhân đi tần trạch nhìn xem bọn hắn không có bất kỳ cái gì biểu thị thậm chí ngay cả cơ bản nhất thông cảm cũng không có thẩm kinh binh thản nhiên nói thế đạo không yên ổn lão nhân kia sợ là không sống được hai vạn khối tiền có thể cứu người là ít ỏi tần trạch gật đầu một cái liền như vậy chuyện của ông lão coi như không có gì trong phòng đồ gia dụng mặc dù cũ nát chút, nhưng nên có đồ vật đều có, tần trạch cùng thẩm kinh binh hai cái đại lão gia cũng không soi mói cái gì, dứt khoát liền dùng đến. Có chỗ ở, tần trạch trong lòng này an tâm nhiều. Tần trạch ngồi ở trên giường, hai tay trú tại sau lưng, chống đỡ lấy chính mình lít bên trên góc 45 độ nhìn ngoài cửa sổ bầu trời. Tần trạch, buổi tối ăn chút gì đây? Thẩm kinh binh mở ra tivi chẳng có mục tiêu tìm kiếm lấy hắn có thể thích xem tiết mục tivi Thẩm kinh binh, không biết, bây giờ còn nơi đó có tiệm cơm kinh doanh a Tần Trạch vỗ đùi một cái, đứng dậy. Tần Trạch đi, nghiên cứu chút đồ ăn. Thẩm Kinh Binh cũng là đứng dậy. Thẩm Kinh Binh đuổi kịp Tần Trạch bước chân. Trên đầu đường, Tần Trạch hai tay đạp túi, vừa đi vừa tìm kiếm lấy buôn bán tiệm cơm, đi theo phía sau chính là hai tay cuộn tại sau óc Thẩm Kinh Binh, bởi vì Emma không tại, Thẩm Kinh Binh bị thúc ép làm lên thư ký, đi đến chỗ nào liền cho Tần Trạch tính sổ sách đến chỗ nào. Hơn nửa ngày, đi Tần Trạch cước đều nhanh mài xuất thủy ngâm, bọn hắn rốt cuộc tìm được một nhà đang tại buôn bán tiệm cơm kinh doanh nhà này tiệm cơm chính là một đôi vợ chồng, bức bách tại trả khoản áp lực, bọn hắn không thể không khiêng em mờ một hình vi cũng bệnh biến chứng kinh doanh nhà hàng kiếm tiền. Bọn hắn hẳn là gánh không nổi, nhưng ở ngồi ở bọn hắn trước mắt là một cái tiểu nữ hài nhi, tiểu nữ hài nhi ngồi ở trên ghế, nắm bút chì tay cực lực đủ ở trên bàn chật vật viết tác nghiệp, đặt tại trên mặt bàn cũng đều là nàng văn phòng phẩm, trên đại thể cũng là nữ hài tử yêu thích màu hồng phấn. Hai vợ chồng này vì để cho hài tử có thế sống, bọn hắn chỉ có thể nhắm mắt kiếm tiền, mặc dù bọn hắn rất khó gặp phải khách nhân. Nữ nhân thấy được tần trạch cùng thẩm kinh binh đẩy cửa vào, nàng nhanh đi thân vật bên cạnh trượng phu. Nữ nhân, lão công, cuối cùng khách tới rồi, nhanh. Trượng phu nghe tiếng, một bên ho khang một bên nên tiếp tần trạch. Nam nhân, hoan nghênh quan lâm, hai vị ăn chút gì. Nhạy cảm tần trạch chú ý tới trong miệng nữ nhân, cuối cùng hai chữ, xem ra bọn hắn rất khó gặp phải khách nhân, khó trách trên đầu đường tiệm cơm phần lớn đều là đóng cửa. Tần trạch đầu tiên là nhìn về phía bên người thẩm kinh binh. Trên tường có dán menu, thẩm kinh binh liếc mắt nhìn, thuận miệng nói, cà chua cơm đĩa a. À? Tần Trạch không thích phiền phức, nói khẽ, ta cũng giống vậy, hai phần cà chua cơm đĩa. Nam nhân gật đầu một cái, nhưng lại cũng không khởi hành đi, mà là xoa xoa tay, một mặt ấy nấy nhìn xem Tần Trạch. Tần Trạch rung lên một giây, nhẹ giọng hỏi, không có. Nam nhân do dự một chút, tựa hồ khó mà mở miệng. Nam nhân phản ứng để cho Tần Trạch càng thêm nghi hoặc, thế là liền hỏi, thế nào? Nam nhân không chịu nói, liếc mắt nhìn sau lưng cái kia đang viết tác nghiệp nữ nhi sau đó, hắn phản phất kiên định một loại nào đó tín niệm, cắn răng một cái, trầm giọng nói, một phần 150, hai phần lời nói đó chính là 300. Tần trạch mộng. Thẩm kinh binh khí vẫn biểu thị, khó trách ngươi không có khách nhân, đây cũng quá đen a. À. Nam nhân một mặt nhát gan, lại liếc mắt nhìn sau lưng nữ nhi. Tự hồ lo lắng khó được khách nhân rời khỏi, nam nhân lại cắn răng, sức mạnh chưa đủ nói, 200. 200 cũng được. Thẩm kinh binh bị chọc giận quá mà cười lên, 200. Ngươi sẽ không cảm thấy, lời còn chưa dứt, tần trạch cánh tay để ngang trước người thẩm kinh binh, nhờ vào đó cắt đứt thẩm kinh binh sau văn. Thẩm kinh binh không vừa mắt, nhưng thấy phải tần trạch đã tỏ thái độ, chính mình cũng chính xác không thật nhiều nói cái gì, thế là hắn chỉ có thể phẫn hận lạnh trên một tiếng, đến đây thì thôi. Tần trạch nói khẽ, 300, ngươi đi làm đi. Thẩm kinh binh. Nam nhân. Chẳng ai ngờ rằng tần trạch vậy mà sản khoái như vậy đáp ứng, không nói những cái khác, liền nam nhân chính mình cũng biết mình hành vi là tệ khắc. Tần trạch thản nhiên nói, phiền phức nhanh lên. Nam nhân lấy lại tinh thần, không còn kịp suy tư nữa, vội vàng đi phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Thẩm Kinh Binh nhìn xem nam nhân bóng lưng rời đi, không hiểu nói, lão đại, ngươi cái này. Tần Trạch sao cũng được khoát tay áo, mà là trực tiếp hướng đi cái kia đang viết tác nghiệp tiểu nữ hài nhi. Tần Trạch đứng tại tiểu nữ hài nhi sau lưng, nhìn xem tiểu nữ hài nhi bút chì phía dưới cái kia xuyên sẹo chữ. Xấu quá. Chẳng lẽ tiểu hài tử bây giờ viết chữ đều khó coi như vậy sao? Tần Trạch giật mình. Tần Trạch cảm thấy mình rất kỳ quái, vì sao lại theo bản năng cho rằng Tiểu hài tử bây giờ viết chữ khó coi như vậy, giống như là hắn cho rằng tiểu hài tử viết chữ hẳn là nhìn rất đẹp. Tần Trạch không nghĩ ra, nhưng Tần Trạch có thế ý thức được, nội tâm mình có một chỗ là trống không. Trong bếp sau mặt, nữ nhân thấy được nam nhân trở về, liền mặt mũi tràn đầy lo âu hỏi, "Lão công, như thế nào?" Nam nhân thở dài một hơi nói, "300 khối tiền hai phần cà chua cơm đĩa." Nữ nhân nghe tiếng, đỡ ngực cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rất nhanh, nữ nhân lại lương tâm bất an. Nữ nhân nói khẽ, lão công, 300 khối tiền hai phần cà chua cơm đĩa. Có thể hay không quá xấu bụng a à. Nam nhân nở nụ cười, nhẹ giọng an ủi, bây giờ nhà chúng ta cho vay áp lực lớn, chỉ có dạng này mới có thể trả nợ. Nói thì nói như thế lấy, nhưng ở trong mắt nam nhân nhưng cũng là bất an. Người biết điều bổn phận chính là cái dạng này, loại phẩm chất này cũng là một loại truyền thừa, từ nhỏ đến lớn bọn hắn tiếp thụ lấy thứ nhất giáo dục chính là, đồ của người khác cho dù tốt cũng không thể trộn không thể cướp, cho nên làm việc trái với lương tâm khó tránh khỏi sẽ bất an, cái này cũng là cần một cái dài dằng dặc thích ứng quá trình. Nam nhân dạng này giảng, nữ nhân có dựa dẫm, trong lòng cũng này ổn định không thiếu. Nữ nhân len lén nhìn ngoài phòng bếp đầu tầng trạch cùng thẩm kinh binh hai người, nàng nghiêm túc đánh giá một phen, cảm thấy cái kia người mặc âu phục tóc trắng phơ nam nhân có chút quen mắt, dường như đang nơi nào thấy qua hắn, nhưng đến tột cùng là nơi nào. Nữ nhân không có ấn tượng. Nữ nhân liền lẩm bẩm, lão công, ta thế nào cảm giác ở nơi nào gặp qua cái kia tóc bạc nam nhân. Nam nhân một bên cắt cà chua một bên tức giận nói, nhà chúng ta loại này vốn nhỏ mua bán, tối thường xuyên cùng người giao thiệp, cảm thấy nhìn quen mắt không phải chuyện rất bình thường sao, cái này có gì có thế ngạc nhiên. Nữ nhân, ờ. À. Nữ nhân cũng bận rộn đứng lên, loạn thời đại, đây là bọn hắn khó được khách nhân, phải nắm chặt thời gian mới được. Thế nhưng là, tóc trắng nam nhân gương mặt kia từ đầu đến cuối tại nữ nhân trong đầu vung đi không được, nàng vẫn cảm thấy chính mình ở nơi nào gặp qua nam nhân này, hơn nữa loại cảm giác này mười phần rõ ràng. Bỗng nhiên, nữ nhân dừng lại, một cái bát rơi trên mặt đất nát. nam nhân, lão bà, ngươi xem một chút ngươi, như thế nào không cẩn thận như vậy, có bị thương hay không? nữ nhân không lo được trên mặt đất nát bác, nàng mặt sợ hãi nhìn xem nam nhân. lão công, nữ nhân thất kinh nhìn xem nam nhân, hắn là. nam nhân tức giận nói, ngươi hôm nay đây là thế nào? áp lực quá lớn sao? trước đó ngươi cũng không như thế tay chân vụng về a? À? nữ nhân mất hồn một dạng nhìn xem nam nhân, hắn là tần trạch nam nhân nghe tiếng cũng là khẽ giật mình hai mắt nhìn chằm chằm nữ nhân ngắn ngủi trong nháy mắt nam nhân cũng nhớ tới cái kia đã từng cướp mất cả nước từ sân thượng truyền thông tần trạch thật là mặt giống nhau như đúc hai vợ chồng này không có lại nói tiếp đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được sợ hãi lúc này tần trạch đang đứng tại nữ nhi của bọn hắn sau lưng nhìn xem nữ nhi bảo bối của bọn hắn làm bài tập nữ nhân lúc này lại khóc lão công chúng ta sợ hãi đã chiếm giữ nam nhân đại não hắn lúc này con ngươi vô tuyến phóng đại lấy nhưng mà đầu đầy mồ hôi nam nhân biết hắn là nhất gia chi chủ, lại sợ hãi, hắn cũng muốn đứng tại trước mặt vợ con. Nam nhân tay run run, an ủi nữ nhân, lão bà, không có chuyện gì, trước tiên nấu cơm, ta tới xử lý, ta tới xử lý. Nam nhân không ngừng tái diễn câu nói này, nhờ vào đó cho mình mãnh liệt tâm lý ám chỉ, ám chỉ bản thân có thể thích đáng xử lý tốt chuyện này, hoặc có lẽ là là cầu nguyện, cầu nguyện nhà bọn hắn có thể bình an vượt qua lần này kiếp nạn. Nửa ngày, thẩm kinh binh có chút nóng nảy thẩm kinh binh lo lắng run lấy chân lẩm bẩm hai phần cà chua cơm đĩa mà thôi tại sao lâu như thế a à? ngồi ở trên ghế thẩm kinh binh ngắm nhìn phòng bếp phương hướng trong miệng la hét lão bản làm thế nào a à? tại sao phải lâu như vậy a à? cái này hét to đi ra không khỏi cho bếp sau nữ nhân dọa sợ nàng lại đánh nát một cái bát nam nhân ôm nữ nhân lấy dũng khí cất giọng nói xong ngay đây thẩm kinh binh không nói gì thêm nữa tức giận lẩm bẩm ba trăm đồng tiền cà chua cơm đĩa đến đổi chậm như vậy sao tần trạch ngược lại không gấp lúc này tần trạch đã ngồi ở tiểu nữ hài nhi bên người bắt đầu phụ đạo tiểu hài tử làm bài tập tần trạch không biết vì cái gì chính mình đối với tiểu hài tử rất có hảo cảm cứ việc đó là ngây thơ nhưng đó là hạnh phúc mười phút sau nam nhân bưng bưng đồ ăn đi tới thẩm kinh binh không kịp chờ đợi đẩy ra đũa lẩm bẩm lão bản nhà các ngươi nhà hàng quý cũng sẽ không nói cái này nấu cơm tốc độ cũng quá chậm a à. đầu đầy mồ hôi nam nhân khẩn trương cười nói xin lỗi để cho hai vị đợi lâu nam nhân đem đồ ăn để lên bàn thẩm kinh binh thấy thế giật mình chậm rãi để đổ xuống thẩm kinh binh trầm giọng nói ta nói ngươi lão bản này có chút không giảng cứu a à, tể khách cũng coi như cái này bàn thịt kho tàu chúng ta không có điểm ngươi cái này không có đi qua đồng ý của chúng ta trực tiếp dọn thức ăn lên chúng ta cũng không dám ăn a à, bữa cơm này đồ ăn xuống không thể mấy ngàn khối tiền a à. nam nhân xoa xoa tay nói khẽ vị tiên sinh này đây là chúng ta xin các ngươi không tính tiền không tính tiền thẩm kinh binh thẩm kinh binh cảnh giác nhìn xem nam nhân hắn không biết đây cũng là cái gì mới để khách bộ lộ nam nhân thấy được thẩm kinh binh nói chuyện xong lúc này dọa đến toàn thân khẽ run rẩy nếu như không phải sau lưng còn có run lẫy bảy thê tử sợ là hắn lúc này liền cho thẩm kinh binh quỳ xuống ngược lại là một bên tầng trạch nhìn ra manh mối hắn tiến lên nói khẽ chúng ta không có điểm thịt kho tàu nam nhân nghe tiếng vội vàng giải thích nói những thứ này xem như ta mời các ngươi hy vọng hy vọng các ngươi có thể đại nhân không chấp tiểu nhân buông tha một nhà chúng ta a à tiếng nói rơi nam nhân đối với tần trạch thật sâu bái tần trạch ý thức được cái gì nhìn thật sâu một mắt nam nhân tần trạch đưa tay vỗ vỗ nam nhân bả vai ân ta hiểu rồi chuyện này đến đây chấm dứt nam nhân nghe tiếng bỗng nhiên ngẩng đầu một mặt kích động nhìn tần trạch thật sự nam nhân lo lắng tần trạch lật lọng tần trạch gật đầu cười nhưng bữa cơm này cũng không thể cho ngươi tiền nam nhân chặn lại nói đương nhiên đương nhiên đương nhiên nam nhân làm ra thỉnh thủ thế Nam nhân cuối người gật đầu nói, hai vị tiên sinh từ từ dùng, từ từ dùng, ta không quấy rầy hai vị. Nam nhân thối lui. Thẩm kinh binh một mặt không hiểu thấu nhìn xem tần trạch, không biết tần trạch đến tục cùng là có ý tứ gì. Tần trạch đẩy ra đũa, đũa lưu loát ở trên bàn một điểm, đũa liền đủ. Đũ. Tần trạch, ăn cơm đi. Thẩm kinh binh không nói gì, cũng ăn theo cơm. Sau bữa ăn, tần trạch lau miệng, đối với thẩm kinh binh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thẩm kinh binh gật đầu một cái, sờ túi tiền thời điểm dừng một chút, hắn ngẩng đầu nhìn Tần Trạch, như thế nào đưa tiền. Tần Trạch thản nhiên nói, cho một ngàn khối tiền được. Người khác há mồm một ngàn khối tiền, Thẩm Kinh Binh tất nhiên sẽ nói một chút chuyện này, nhà ai tiền là gió lớn thổi tới a. À? Thẩm Kinh Binh đúng là không thiếu tiền, nhưng Thẩm Kinh Binh so bất luận kẻ nào đều biết hắn cái này một bức tiền là làm sao tới, cái kia có thể phản bội hắn tình cảm chân thành thân bằng đổi lấy tiền mồ hôi nước mắt a. À? Nhưng Tần Trạch há mồm một ngàn khối tiền, Thẩm Kinh Binh thật cũng không cảm thấy vấn đề gì. Thẩm Kinh Binh đem tiền để lên bàn, đứng dậy đi. Tần Trạch cùng Thẩm Kinh Binh bất ngờ không kịp đề phòng rời đi không cho hai vợ chồng này phản ứng thời gian, chờ bọn hắn phát hiện thời điểm Tần Trạch cùng Thẩm Kinh Binh sớm đã không có thân ảnh, nam nhân phát hiện để ở trên bàn một ngàn khối tiền. Nữ nhân đi theo ra ngoài, thấy được trong tay nam nhân một ngàn khối tiền, hít sâu một hơi, bưng kính kinh ngạc miệng. Nữ nhân sợ hãi nhìn xem nam nhân, lão công, bọn hắn sẽ không tìm chúng ta phiền phức a. Nam nhân ngắm nhìn phương xa, không nói chuyện. Bên kia, thẩm kinh binh đuổi kịp tần trạch bước chân thẩm kinh binh liền điểm ấy đồ chơi không đáng một ngàn khối tiền lần sau đừng đi nhà hắn ăn cơm đi tần trạch ân đứa bé kia chữ viết cũng rất khó coi thẩm kinh binh cái này có thể liên hệ với nhau sao tần trạch có thế trở lại bọn hắn cái kia vừa mua lão tòa nhà dân cư lên lầu thời điểm tần trạch nghe được có quy luật đinh đinh cạch cạch âm thanh tần trạch hồ nghi nhà ai trang trí thẩm kinh binh một mặt mờ mịt có thể a à tầng trạch tựa như là chúng ta tầng lầu đó. Thẩm kinh binh, giống. Tầng trạch, có điểm lạ. Thẩm kinh binh gật đầu một cái, ăn bữa cơm đều phải một ngàn đồng tiền thời đại, lại có người sẽ có tiền nhàn rỗi trang trí, chính xác rất quái lạ. Trở lại nhà mình tầng lầu, nhìn xem nhà mình rộng mở đại môn. Tầng trạch mở rộng tầm mắt, a, à. Đây không phải nhà ta sao? Thẩm kinh binh hải nhiên, a, à. Chương 696, kiên định lựa chọn. Toàn bộ phố đi bộ, chỉ có một cửa tiệm không có kéo sắt cửa cuốn, đó là một nhà tiệm hoa, vốn là hạ xuống cả con đường không đáng chú ý xó xỉnh, giờ khắc này lại trở thành toàn bộ phố đi bộ dễ thấy nhất tồn tại. Tiệm hoa bên ngoài, một cái kim thật cao đuôi ngựa tiểu nữ hài nhi tại tưới nước hoa hoa thảo thảo. Mờ mờ thế giới, tiểu nữ hài nhi trên đầu buộc lên màu đỏ dây lụa trở thành trên thế giới này diễm lệ nhất tồn tại. Dây lụa theo gió phiêu vũ phối hợp nữ hài tử tinh xảo trắc nhan cấu thành tối tăm mờ mịt trong thế giới hy vọng chi họa. Trong tiệm hoa, gia các thư du ngồi ở trên quầy thu ngân, nàng tư thế ngồi đoan trang ưu nhã, gương mặt tuyệt đẹp bên trên mang theo một vẻ ôm nhu cười, nàng trong mắt hiện ra ánh sáng nhu hòa nhìn xem trước mắt cái này tiểu nữ hài nhi yên lặng cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt đứa nhỏ này liền lớn như vậy. gia cát thư du ai? gia cát thư du không khỏi thở dài một hơi, nàng vừa lo buồn năm năm, tần trạch vẫn tung tích không rõ, suy nghĩ một chút đã từng tần trạch đối với lời hứa của mình, gia cát thư du cũng không biết hắn lúc nào có thể thực hiện, nhưng gia cát thư du chưa bao giờ hối hận lựa chọn của mình liền như là hắn lựa chọn lo lắng thừa tự một dạng, nàng vô cùng tin tưởng vững chắc lựa chọn đứng tại tầng trạch bên cạnh mới là bọn hắn gia các gia tương lai. Ông ông ông. Chợt điện thoại tiếng chấn động âm cắt đứt gia các thư du suy nghĩ. Gia các thư du liếc mắt nhìn điện thoại. Nàng cũng không cho rằng đây là trọng yếu điện thoại, nhưng khi nàng nhìn thấy số điện thoại, gia các thư du không khỏi rung lên một giây. Gia các thư du dương mắt liếc mắt nhìn bên kia tầng thấm y, xác nhận tầng thấm y còn tại tưới hoa, hơn nữa trong thời gian ngắn không có khả năng dội xong hoa, thế là tiếp thông điện thoại. Gia các thư du âm thanh bỗng nhiên băng lạnh, nhưng nàng âm thanh rất nhỏ, tự như tại truyền lại một loại ta chung quanh có người, người tiếng nói chuyện âm khống chế một chút, tin tức. Gia các thư du, ân. Tiểu thư, tần trạch trở về gian thành. Gia các thư du nghe tiếng, khẽ giật mình. Năm năm không thấy tần trạch, gia các thư du ít nhiều có chút thích ứng không có ở đây tần trạch, cái này tần trạch chợt trở về ngược lại để gia các thư du trong lúc nhất thời có chút không có chuẩn bị. Gia các thư du, ngươi xác định. Tiểu thư, xác định chính là tần trạch bản thân hơn nữa cái kia thẩm kinh binh cũng không chết hắn đi theo tần trạch bên cạnh không sai được gia cát thư du hài lòng gật đầu một cái trước kia không tìm được thẩm kinh binh thi thể cho nên hôm nay thẩm kinh binh không có chết cũng cũng không kỳ quái nhưng gia cát thư du thế nào tần trạch giống như mất trí nhớ gia cát thư du cái gì gia cát thư du cũng không phải là bình hoa phải biết cái này nhìn ôn nhu như nước nữ nhân thế nhưng là rắn độc tập đoàn phía sau màn bốt từ trước đến nay bày mưu lập kế gia các thư du nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới tần trạch sẽ mất trí nhớ cho nên khi gia các thư du nghe được tần trạch mất trí nhớ kết quả lúc không khỏi có chút ngoài ý muốn tiểu thư hắn đã cùng ngu yên có tiếp xúc hắn đúng là không nhớ rõ ngu yên không giống như là diễn hẳn là thật sự mất trí nhớ gia các thư du nghe tiếng chào mày nửa ngày Tên này thuộc hạ thấy được gia các thư du chậm chạp không chịu nói, liền nếm thử tính chất đưa ra phân tích của mình. Tiểu thư, Tần Trạch có thế khôi phục trí nhớ, lời nói ngược lại là còn tốt. Nhưng nếu như Tần Trạch thật sự, Gia Cát Thư Du nghe tiếng, nở nụ cười gằn. Thấy được Gia Cát Thư Du không nói chuyện, tên này thuộc hạ cho là mình nói ra Gia Cát Thư Du muốn nói cũng không dám nói lời, thế là theo mạch suy nghĩ tiếp tục giật dây Gia Cát Thư Du. Tiểu thư, Gia Cát cùng cùng Tần Trạch lâm bên kia phong sinh thủy khởi, chúng ta bây giờ lựa chọn trận doanh còn kịp, ngài nhìn muốn hay không? Cùng lúc đó, Gia Cát Thư Du liếc mắt nhìn phía ngoài Tần Thấm Y, lúc này Tần Thấm Y đã dội xong hoa nàng hài lòng nhìn xem kiệt tác của nàng, phủi tay, hài lòng hướng đi ra các thư du. Gia các thư du thản nhiên nói, chuyện này đi qua trò chuyện tiếp. 3. Cúp điện thoại, gia các thư du lập tức khôi phục dĩ vãng nụ cười ôn nhu. Gia các thư du cười khanh khách nhìn xem tần thấm y, ôn nhu nói, thấm y mệt không, uống nước cảm tạ. Nói xong, gia các thư du đứng dậy, động tác ôn nhu cho tần thấm y rót một chén nước ấm. Tần thấm y uống nước, thản nhiên nói, mợ, cái đồ chơi này không có vị a. À. Gia các thư du tức giận trợn nhìn nhìn một mắt tần thấm y, giận trách, ngươi đứa nhỏ này, cả ngày muốn uống đồ uống, cũng không sợ ta cho ngươi biết mẹ, quay đầu ngươi trốn không thoát mụ mụ ngươi quở mắng. Tần thấm y khả ái thè lưỡi, làm nũng nói, nếu không tại sao nói mợ hảo đâu. Gia các thư du đỏ lên gương mặt xinh đẹp, có chút khẩn trương nói, ta cùng lo lắng thừa tự sự tình còn quyết định đâu, ngươi cái tiểu hài tử không thể nói loạn. Tần thấm y cười hắc hắc, cười hì hì nói, mợ, ngươi cũng chờ đã bao nhiêu năm, ta muốn nói, ngươi phải nắm chặt cùng cửu cửu thổ lộ được. Nói đến thổ lộ sự tình, Gia Cát Thư Du khuôn mặt đỏ hơn. Gia Cát Thư Du, như vậy sao được? Ngượng ngùng. Tần thấm y chỉ chỉ bên ngoài phương hướng, nếu không thì ta giúp ngươi cùng hắn giảng. Gia Cát Thư Du vội vàng kéo lại tần thấm y tay nhỏ, Ông nhu như nước trên mặt mang theo một vòng năng nỉ, ngươi đừng. Ta đi cho ngươi ép điểm nước trái cây được rồi. Tần thấm y gãi gãi chóp mũi, ngược lại cũng không phải cần phải đồ ngươi điểm ấy nước trái cây, trong nhà cũng thường thường có thể uống. Gia Cát Thư Du cưng chiều trừng mắt liếc Tần Thấm Y, cho ngươi thêm điểm đường phèn, lần này được chưa? Gia Cát Thư Du trong lòng ưa thích Tần Thấm Y đứa nhỏ này, nhất là ưa thích Tần Thấm Y trên người cái kia cổ vừa đúng nghịch ngợm nhiệt tình, cũng cảm giác có Tần Thấm Y ở chỗ liền sẽ rất vui vẻ, phải biết Gia Cát Thư Du cũng không thiếu tiền, nhưng vui vẻ loại tinh thần này vật chất đối với Gia Cát Thư Du mà nói đúng là xa xỉ phẩm. Tần Thấm Y, nói xong rồi, thêm đá đường. Gia Cát Thư Du đưa tay cưng chiều sờ sờ Tần Thấm Y chóp mũi. Gia Cát Thư Du hướng đi phòng bếp, thuận tay cầm đi trên bàn điện thoại. Tần thấm y đặt mông ngồi ở quầy thu ngân sau gia các thư du thường ngồi vị trí, bật máy tính lên bên trong rà mình trò chơi chơi tiếp. Gia các thư du đi tới phòng bếp, đầu tiên là dùng di động cho mình một tên khác thuộc hạ phát một đầu tin nhắn. Nội bộ tổ chức có nội ứng, điều tra ra, giết. Yep. Rất nhanh, gia các thư du thu đến hồi phục. Tốt, lão đại. Gia các thư du thuộc hạ nói cho nàng tần trạch đã gian thành, cái này không có vấn đề. Nói cho nàng tần trạch đã mất trí nhớ, cái này không có vấn đề nhưng khi tên này thuộc hạ tính thăm dò cho gia các thư du đi nương nhờ gia các tùng cùng tần trạch lâm đề nghị lúc gia các thư du liền biết người này khả năng cao là nội ứng bởi vì nàng cảm nhận được một loại tin tức thẩm thấu làm xong nước trái cây gia các thư du đem nước trái cây bưng đến tần thấm y trước người gia các thư du tức giận nói hai khối đường phèn không thể nhiều lắm đôi răng không tốt tần thấm y nâng lên nước trái cây tấn 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 uống từng ngụm lớn nước trái cây trọng trọng để ly xuống tần thấm y lau miệng a à gia cát thư du cười nói nhưng ngươi mụ mụ biết nàng lại phải nói ta nuông chiều ngươi hại tần thấm y cười hì hì nói cái kia nước trái cây không thả điểm đường phèn uống hương vị chua bẹp thật sự uống không ngon gia cát thư du cười đưa tay cưng chiều vút vút tần thấm y khả ái đầu cứ việc tần thấm y cùng gia cát thư du không có quá lớn quan hệ nhưng những năm này tiếp xúc tới cái này tần thấm y đã sâu lấy gia cát thư du ưa thích không chút nào khoa trương giảng, dù là không có tầng rạch cái tầng quan hệ này thì nhìn tại tần thấm y đứa nhỏ này mặt mũi Gia Cát Thư Du đều biết Hào vô điều kiện lựa chọn đứng tại tầng trạch bên này trận doanh. Gia Cát Thư Du mặt tràn đầy sủng ái nhìn xem tầng thấm y, cứ việc lúc này tầng thấm y mới là đem đầy 11 tuổi tiểu nữ hài nhi, nhưng thấy phải tầng thấm y như thế nghiêng nước nghiêng thành ánh mắt, nàng đánh trong đáy lòng vì tầng thấm y cảm thấy ưu sầu, bởi vì nàng thực sự không tưởng tượng nổi đến tục cùng như thế nào nam nhân có thể xứng được với tầng thấm y đứa nhỏ này. Đối với để cho tầng thấm y gặp phải một cái có thể thủ hộ nàng cả đời nam hài tử, gia các thư du càng có khuynh hướng tiếp nhận tần thấm y đơn thân cả một đời tần thấm y ở trong mắt gia các thư du chính là hoàng mỹ như vậy tiểu nữ hài nhi sau đó tần thấm y tại gia các thư du trong nhà giữa hoa cỏ đọc sách học tập chơi tấm phẳng lại tại gia các thư du nhà ăn cơm trưa lúc xế chiều mới đứng dậy về nhà gia các thư du đứng tại tiệm hoa trước cửa hai mắt ôm nhu nhìn xem tần thấm y cái kia hoạt bát bóng lưng nhìn xem tần thấm y trên đầu cái kia màu đỏ tơ lụa tần thấm y quay người lại khoát tay mợ ngươi trở về đi bên ngoài lạnh lắm bởi vì quá xa gia các thư du lại ôm nhu nàng hô không lớn bao nhiêu âm thanh thế là chỉ có thể ôm nhu gật đầu một cái nhưng lại cũng không khởi hành thân hình từ đầu đến cuối đưa mắt nhìn tần thấm y đi xa Gia các thư du cảm thán nói tần trạch mất trí nhớ cuối cùng người bị hại cũng không phải ta Gia các thư du cười lắc đầu tần trạch a à, tần trạch ngươi có thế để cho ngu yên kiên định không thay đổi lựa chọn ngươi ta lại có cái gì có thế do dự đây này nói đi tần thấm y thân ảnh biến mất tại đầu đường da các thư du quay người lại đi trở về hoa của nàng cửa hàng, chờ mong ngày mai đến lâm. Chương 697, có lẽ là cục. Bích Quế Viên Tiểu Khu Tần Thấm Y trở lại nhà mình, đẩy cửa ra, đổi giày thời điểm hoàn toàn như trước đây lười biến lôi kéo trường âm, mẹ, ta đã về rồi. Giày đổi một nửa, Tần Thấm Y ngừng lại ở, nàng phát giác một dạng. Tần Thấm Y ngẩng đầu, lúc này phát hiện trong phòng khách tụ tập rất nhiều người. Sử Trân Hương A-di, Emma A-di, Vương Lỗi Thúc Thúc, Kiều Hậu Căng Thúc Thúc, Trần Hải Thúc Thúc bọn hắn tụ tập tại trước người mụ mụ mỗi người sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm mà mụ mụ hốc mắt là sưng đỏ xem bộ dáng là vừa khóc qua không lâu đây hết thảy đều đang nói cho tần thấm y vừa mới có thể xảy ra chuyện hỏng bét có thể để cho ngu yên khóc thầm sự tình dùng chân chỉ nghĩ cũng biết là cái gì trong nháy mắt tần thấm y đề cao cảnh giác tinh lượng trong con mắt nổi lên khẩn trương quan ngu yên chú ý tới trở về tần thấm y nàng chật vật từ trên mặt gạt ra nụ cười cố hết sức biểu hiện ra cùng thường ngày nhưng nàng lại bởi vậy lộ ra càng thêm suy yếu. Ngu yên nói khẽ, thấm y trở về. Tần thấm y là cái đứa bé hiểu chuyện, nàng biết mình phụ thân nhất định là xảy ra chuyện rồi, lúc này chính mình càng không thể hồ nháo, lúc này chính mình càng hẳn là biểu hiện kiên cường một chút, nếu không chính mình sẽ trở thành mụ mụ tinh thần gánh vác. Tần thấm y cười nói, đã về rồi. Tần thấm y bình tĩnh thay xong giày, nàng cười thanh khách nhìn xem gì chú nhóm, lễ phép lần lượt vấn an. Dì chú nhóm biểu hiện tương đối nhạt nhiên, không có dĩ vãng nhiệt tình, chỉ là hướng tần thấm y gật đầu một cái, chỉ có kiều hậu căng cưng chiều vút vuốt tần thấm y đầu. Các ngươi là có công việc muốn chuyện vãn đi. Tần thấm y cười thanh khách nói, vậy ta đi thư phòng làm bài tập, không quấy rầy các ngươi trò chuyện việc làm. Nói đi, tần thấm y quay người đi vào thư phòng, hơn nữa nghiêm nghiêm thật thật đóng kỹ môn. Mọi người thấy tần thấm y đi vào thư phòng, không nhiều người nói một câu giữ lại, tự hồ đây mới là kết quả tốt nhất. Tần thấm y đóng cửa lại, hư nhược tự ở môn thượng, theo môn trượt xuống, cuối cùng ngồi ở trên sàn nhà tần thấm y cắn răng môi mặt lộ vẻ sầu khổ cha bên ngoài thư phòng ngu yên nói khẽ tóm lại chính là những thứ này đám người không nói vừa buồn vừa vui vui là tần trạch bình yên vô sự thậm chí trong đoàn đội người đứng thứ hai thẩm kinh binh cũng sống lấy lo là không biết xảy ra chuyện gì tần trạch mất trí nhớ tất cả mọi người đều không nói lời nào cái này cuối cùng không phải là một cái sự tình dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy tần trạch trong đoàn đội chắc có người đứng ra giảng chút gì bởi vì thẩm kinh binh không tại, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng đều nhìn về Trần Hải. Trần Hải thấy được tất cả mọi người đều tại nhìn hắn, hắn đầu tiên là rung lên vắc xin, lập tức thật sâu chìm một hơi, hắn biết tần trạch gọi hắn một tiếng lão ca, lúc này hắn hẳn là đứng ra gánh chịu trách nhiệm. Trần Hải tiến lên, trầm giọng nói, đệ muội. Ngu yên nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Hải. Trần Hải trầm giọng nói, tần trạch hắn mất trí nhớ sự tình. Ngu yên gật đầu một cái, ca, thật sự, ta đã gặp qua hắn, kia tuyệt đối không phải diễn. Ý của ta là, Trần Hải trầm giọng nói, tình huống như vậy, dù là Tần Trạch đã khôi phục ký ức, ngươi cho là hắn sẽ thừa nhận sao? Một câu nói đơn giản, lại bộc phát ra uy lực kinh người. Tất cả mọi người tại chỗ, khi nghe đến Trần Hải câu nói này thời điểm cũng không khỏi tóc gáy dựng lên, cho dù là từ trước đến nay vẫn như lão cẩu lo lắng nhận tự nghe tiếng cũng không khỏi vì Trần Hải lên tiếng cảm thấy rung động, bởi vì Trần Hải mạch suy nghĩ quá phù hợp Tần Trạch niệu tính. Ngu yên con ngươi không thể tin run rẩy, ca, ngươi ý tứ trần hải trầm giọng nói ta biết tần trạch cũng không phải là như vậy nhớ năm đó hắn vì bồi dưỡng ta ở bên cạnh ta diễn năm năm lâu năm năm này ta chưa bao giờ phát giác hắn là người tần gia bây giờ tần trạch mất trí nhớ ta chưa từng cho rằng tần trạch sẽ vĩnh viễn tiếp tục như vậy ta kiên định cho rằng tần trạch sẽ tìm trở về trí nhớ của mình hơn nữa ta đồng thời cho rằng dựa theo tần trạch ẩn nhẫn dù là hắn coi như khôi phục ký ức ta cũng không cho rằng hắn sẽ thừa nhận lớn như thế cục diện rối rắm đều cần hắn tới xử lý Tất cả mọi người mặt tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Trần Hải, bởi vì Trần Hải càng như vậy nói, bọn hắn càng thấy được càng là thật sự, tự hồ trong này tràn đầy tầng trạch cái bẫy, vừa vặn bọn hắn nhận biết tầng trạch chính là như thế cái tâm tư kín đáo bố đại cục nam nhân. Trần Hải nhìn xem ngu yên, trầm giọng nói, đệ muội càng là lúc này, ngươi càng hẳn là tin tưởng tầng trạch, ở đây nhiều người như vậy, ta không tin tầng trạch chỉ đơn giản như vậy đem chuyện lúc trước đều phiên thiên, hắn chung quy sẽ nhớ đến ta nhóm tất cả mọi người nhưng ta càng cho rằng so sánh chúng ta những người này, tần trạch tối hẳn là không thể quên được chính là ngươi, tối hẳn là thứ nhất nhớ lại chính là ngươi, cho nên ta hy vọng làm tần trạch nhớ tới tất cả chúng ta, tất cả chúng ta. Đều tại phía sau hắn chờ lấy hắn. Thế nhưng là, Ngu Yên nói, hắn lúc nào mới có thể. Trần Hải kiên định nhìn xem Ngu Yên, trầm giọng nói, ta nói, tần trạch hồi tưởng lại khi xưa sự tình, hắn sớm muộn sẽ nhớ tới, cụ thể lúc nào cái này quyết định bởi ngươi, cũng chỉ có thể quyết định bởi ngươi, chỉ có ngươi có thể để cho hắn mau chóng hồi phục ký ức. Ngu Yên dừng lại, giờ khắc này ngu yên mới thật sự cảm nhận được mình tại tầng trạch trong lòng không giống bình thường cùng lúc đó sử trân hương nhìn xem sổ ghi chép sắc mặt ngưng trọng sử trân hương trầm giọng nói tẩu tử ngu yên nhìn về phía sử trân hương sử trân hương nói khẽ thẩm kinh binh cùng tầng trạch mua một bộ phòng ở đây là bọn hắn bây giờ địa chỉ lời nói ra đồng thời sử trân hương cầm trong tay màn ảnh máy vi tính bày ra cho ngu yên nhìn ngu yên nhìn xem màn ảnh máy vi tính tự hồ tìm được đáp án nàng nhìn về phía đám người lúc này đám người dùng một loại đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ nhìn xem ngu yên tự hồ bọn hắn đều đang đợi ngu yên một câu nói ngu yên thấy thế đỏ cả vành mắt ngu yên nghẹn ngào làm phiền các ngươi trần hải nói khẽ đệ mùi phải vương lỗi tiến lên thẳng thắn cương nghị nói tẩu tử ta vương lỗi ăn nói vụng về không biết nói chuyện nhưng tẩu tử ngài nói cái gì chính là cái đó ngài cho câu nói là được những thứ khác chúng ta tới an bài kiều hậu căng bên trên phía trước trầm giọng nói ta cũng giống vậy Emma mặc dù không nói gì, nhưng lại yên lặng thu hồi trong tay từ điển, một bộ tùy thời chờ lệnh tư thái. Ngu yên nhìn xem màn ảnh máy vi tính bên trong đáp án, nàng nhớ tới khi xưa quá khứ, bỗng nhiên nín khóc mà cười. Ngu yên, lúc này không nên cười. Trần Hải thấy được ngu yên cười, thế là cũng cười theo lấy đùa dẫn nói, đệ muội, ghiền không nhất định là xin cơm, còn có thể là đào bắp A. Lời vừa nói ra, bên trong sân bầu không khí chợt hòa hoãn không thiếu, vương lỗi bọn người không hẹn mà cùng cười ra tiếng. Thấy được mọi người đều cười, Ngu yên tâm tình cũng tốt hơn nhiều, nụ cười trên mặt cũng biến thành thuận lý thành chương. Nửa ngày. Ngu yên thu hồi nụ cười, trong phòng lần nữa khôi phục vừa mới trầm tĩnh. Ngu yên nhìn về phía vương lỗi cùng kiều hậu căng, chuyện này làm phiền các ngươi. Vương lỗi cùng kiều hậu căng nhìn nhau, lẫn nhau rò rỉ ra hội tâm nở nụ cười. Hai người đồng thời nói, không phiền phức. Chương 698, vui đến phát khóc. Hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ lộ cũng không rộng, theo đạo lý tới nói lời nói là có thể dung nạp ba người thân vị, không giảng đạo lý là vương lỗi cùng kiều hậu căng hai người thật sự là quá cường tráng đến mức hai người song song đi ở trong hẻm nhỏ có một loại bị chất đầy đã xem cảm giác như thế hành tẩu bất tiện tình huống hai người cũng chưa từng cân nhắc qua trước sau hành tẩu vẫn như cũ duy trì song song hành tẩu kiều hậu căng nói lại tử ngươi không cảm thấy đường này có chút hẹp sao vương lỗi thản nhiên nói đây là gần lộ không có cách nào kiều hậu căng gật đầu một cái hắn cảm thấy vương lỗi nói có lý kiều hậu căng tờ vương lỗi đi tới nhớ tới tần trạch mất trí nhớ sự tình thế là liền hỏi căng nhi kiều hậu căng tân vương lỗi không thể tưởng tượng nổi hỏi người nói chúng ta lão đại mất trí nhớ nếu như hắn khôi phục ký ức thật sự như trần hải lão ca nói như vậy kiều hậu căng ta cho rằng là vương lỗi kỳ quái hỏi vì cái gì a à? kiều hậu căng tức giận nói đần nhiều đạo lý đơn giản a à. vương lỗi đạo lý gì đơn giản kiều hậu căng nhàn nhạt giải thích nói giống như là ta các ngươi đều nói ta khờ kỳ thực ta thông minh một nhóm Vương Lỗi một mặt không hiểu thấu nhìn xem Kiều Hậu Căng, hắn cảm thấy Kiều Hậu Căng có thể đối với thông minh có cái gì hiểu lầm. Kiều Hậu Căng ung dung giải thích nói, người thông minh không dễ làm chuyện, giả bộ ngu người, làm sự tình xác suất thành công cao nhất. Vương Lỗi mặt sợ hãi nhìn xem Kiều Hậu Căng ta gõ. Tam quan nổ tung. Nếu như không phải thân hai chỗ nghe, Vương Lỗi chết cũng không tin cái này là từ trong miệng Kiều Hậu Căng nói ra lời nói. Kiều Hậu Căng tức giận nói, trước kia nhìn thấy Tần Thấm Y, tất cả mọi người các ngươi cũng hoài nghi Tần Thấm Y thân phận, lúc đó chỉ có ta cho rằng tầng thấm y nhất định là chúng ta lão đại nữ nhi không phải vương lỗi tức giận nói ngươi bằng gì a à? kiều hậu căng ngón cái sờ soạn một cái chóp mũi kiêu ngạo nói ai có thể nhận sai cha a à? vương lỗi lộ ra ảo não vạn phần biểu lộ lý do này thật ngốc bất quá vương lỗi nhìn qua bầu trời phương xa cảm thán nói binh ca không chết thật hảo kiều hậu căng nhận đồng gật đầu một cái ân dựa theo sử trân hương cho địa chỉ vương lỗi cùng kiều hậu căng mang theo gia hỏa chuyện đi tới tầng trạch vừa mua trụ sở vương lỗi lo lắng nghĩ sai rồi ánh mắt lặp đi lặp lại ở trong tay tờ giấy cùng mơ hồ không rõ bản số phòng vừa đi vừa về so sánh vương lỗi là nơi này sao kiều hậu căng không biết a à. vương lỗi đừng nghĩ sai rồi a à. kiều hậu căng không có chuyện gì bình kiều hậu căng nhất chân chính là một cước cửa sắt tại kiều hậu căng một cước này phía dưới lộ ra giống như giấy mỏng một cước liền cho nó vỡ nát vương lỗi cái cầm lão trường a à. vương lỗi kinh thanh người mẹ nó đừng nghĩ sai rồi kiều hậu căng không có chuyện gì vốn chính là đập sai sợ cái gì nói xong kiều hậu căng đã không kịp chờ đợi dép đi vào vung lên đại chủ y liền bắt đầu đập vương lỗi hô người đến cùng có hiểu hay không cái gì gọi là đập sai a à. chuyện này vương lỗi cùng kiều hậu căng giảng giải không thông nhưng cũng may chính là bọn hắn vận khí rất tốt ở đây đúng là tầng trạch mới chỗ ở 20 phút vương lỗi cùng kiều hậu căng làm việc cũng là lưu loát 20 phút liền cho cái này phòng ở cũ lật ra cái mới, trên cơ bản đó là có thể đập đều đập, không thể đập cũng chỉ còn lại mấy đạo thừa trọng tường. Vương lỗi lấy ra thuốc lá, điểm ra hai chi, một chi ngậm lên miệng, một cái khác chi đưa cho bên người kiều hậu căng. Vương lỗi nghiêng đầu đốt thuốc, hai mắt thưởng thức trước mắt kiệt tác của mình. T. Hít sâu một cái thuốc lá. Hô. Thở ra sương mù. Vương lỗi thản nhiên nói, không thể không nói, cái đồ chơi này đúng là bớt áp lực áo kiều hậu căng học vương lỗi bình tĩnh lại bộ dáng tiêu sái rút một điếu thuốc hút thuốc lá động tác bản thân nam tính hóc mon nổ tung thể hiện có sát phong cảnh là kiều hậu căng không có hút thuốc sương mù sương mù mới vừa vào trong miệng hắn liền ho mãnh liệt không ngừng kiều hậu căng xác thực hụ cụ 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 chính xác hụ cụ 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 lúc này tần trạch xông vào gian phòng cứ việc vương lỗi cùng kiều hậu căng biết tần trạch người tại giang thành nhưng thời gian 5 năm vẫn là quá lâu khi bọn hắn nhìn thấy tần trạch bản nhân trên mặt bọn họ khó tránh khỏi hiện lên kiếp sợ cảm xúc vương lỗi thấy được tần trạch ngoài miệng ngậm thuốc lá rơi mất ngã tại trên mặt đất tuế lên hỏa hoa kiều hậu căng thấy được tần trạch trực tiếp đem thuốc sương mù nuốt vào trong bụng tần trạch nhìn xem trước mắt một mảnh hỗn độn tức giận nhìn về phía vương lỗi cùng kiều hậu căng tần trạch mắng các ngươi là làm cái gì lúc này thẩm kinh binh cũng chạy tới khi thẩm kinh binh nhìn thấy vương lỗi cùng kiều hậu căng trên mặt hiện lên một chút ngượng ngùng cảm xúc dù sao thời gian 5 năm vẫn là quá lâu huynh đệ gặp lại chung quy muốn giảng một chút lời xã giao nhưng nam nhân không hề giống là nữ nhân như thế am hiểu biểu đạt nội tâm mình cảm xúc nói nhiều rồi cũng là già mồm nhưng không nói chút gì chính xác lộ ra cảm tình mờ nhạt cho nên tại trong lúc này tất cả nam nhân đều sẽ ngượng ngùng đỏ mặt nghĩ đến chính mình hẳn là giảng điểm phiến tình sẽ có thẹn đến hoảng tần trạch quát cái này mẹ nó chính là nhà ta ai cho phép ngươi đập nhà ta vương lỗi lấy lại tinh thần thản nhiên nói a a tần trạch mở rộng tầm mắt không còn a Vương lỗi, chúng ta là đi làm, lão bản để cho đập chỗ đó liền đập chỗ đó, chúng ta cũng là lấy tiền làm việc, liền xem như thật đập sai, người theo chúng ta nói cũng không hề dùng. Vương lỗi nói xong hắn lời muốn nói sau, lại từ trong ngực lấy ra thuốc lá, tự lo nhóm lửa. Tần trạch thấy thế, bất kể thế nào nhìn đều cảm thấy trước mắt vương lỗi phách lối nhìn, cũng chính là phần này phách lối để cho tần trạch kết luận bọn hắn chính là cố ý đập sai. Nhưng tần trạch hết sức rõ ràng, liền xem như bọn hắn là cố ý đập sai, chuyện này chính xác cùng bọn hắn không có quan hệ bọn hắn cũng bất quá là lấy tiền làm việc đi làm người tần trạch cắn răng nghiến lợi mắng lão bản của các ngươi là ai vương lỗi cũng không nói chuyện móc danh thiếp ra đưa cho tần trạch còn không đợi danh thiếp đưa đến tần trạch trước mắt tần trạch sau lưng tức giận đoạt lấy vương lỗi trong tay danh thiếp thậm chí còn không quên hung hăng trừng mắt liếc vương lỗi mặc dù không cách nào chỉ trích vương lỗi cái gì ít nhất tại trên thái độ cố hết sức biểu hiện ra đối với hắn bất mãn tần trạch liếc mắt nhìn danh thiếp ân tần trạch còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi ánh mắt lại quay trở lại khi hắn xác nhận trên danh thiếp bỗng nhiên viết ngu yên hai chữ to thời điểm tần trạch giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra tần trạch nheo cặp mắt lại cắn răng nghiến lợi mắng đúng là âm hồn bất tán nữ nhân tần trạch đem danh thiếp nắm ở trong lòng bàn tay xoay người rời đi thẩm kinh binh cất giọng lão đại ngươi làm cái gì đi lúc này tần trạch đã phía dưới hai tầng lầu thanh âm của hắn từ dưới lầu truyền lên ta đi tìm nàng thẩm kinh binh ngươi biết nàng ở đâu sao tần trạch quát lớn vạn tinh tập đoàn tổng giám đốc nàng có thế ở đâu chờ tần rạch triệt để đi xa thẩm kinh binh lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm ta nói các ngươi thẩm kinh binh lười biếng nói các ngươi có phải hay không có chút quá quá phận a à. vương lỗi cùng kiều hậu căng nhìn nhau hai người đều không nói chuyện chỉ là lẳng lặng nhìn xem thẩm kinh binh từ trước đến nay cùng vương lỗi cùng kiều hậu căng câu thông cũng là một kiện cố hết sức sự tình cho dù là năm năm sau hôm nay cũng giống như vậy thẩm kinh binh mệt mỏi thở dài một hơi ngươi muốn cho lão đại khôi phục ký ức ta đây lý giải nhưng ngươi cái này cho lão đại nhà đập lão đại có địa phương ngủ hắn có thể đi ngủ ngôi yên nhà nhưng ta ngủ nơi nào vương lỗi cùng kiều hậu căng lần nữa nhìn nhau hai người nhìn thoáng qua nhau tại đạo này ánh mắt trao đổi hai người tự hồ đã đạt thành bên trên tư tưởng chung nhận thức binh ca chính xác còn sống thẩm kinh binh thấy được vương lỗi cùng kiều hậu căng không phản ứng chút nào lúc này lần nữa mệt mỏi thở dài một hơi ta nói các ngươi lời còn chưa dứt thẩm kinh binh con mắt đều không mở ra cả người hắn liền bị vương lỗi cùng kiều hậu căng cái kia giống như cẩu hùng giống như mà thân thể hung hăng ôm lấy vương lỗi cùng kiều hậu căng hai mắt lưng tròng binh ca đối với hai người chợt tới nhiệt tình thẩm kinh binh vội vàng không kịp chuẩn bị ba cái đại lão gia ôm cùng nhau tràn diện lúng túng thật sự nhưng theo ôm thời gian dài ra thẩm kinh binh cũng là thích ứng nhiệt tình của bọn hắn thẩm kinh binh đi thẩm kinh binh đáy mắt nổi lên ánh sáng nhu hòa kỳ thực hắn không muốn đem huynh đệ gặp lại lần nữa bầu không khí làm như vậy thương cảm nhưng hai cái này thiên tài vui đến phát khóc dáng vẻ quả thật làm cho thẩm kinh binh rõ ràng cảm nhận được mình tại trong lòng bọn họ địa vị so với trong mình tưởng tượng quan trọng hơn là hắn coi thường huynh đệ bọn họ ở giữa ràng buộc vương lỗi lệ rơi đầy mặt ta à. kiều dày căng ôm thật chặt lấy thẩm kinh binh gào thống khổ ta à. theo hai người ôm càng thêm dùng sức thẩm kinh binh trên mặt vui mừng dần dần tiêu tan thay vào đó nhưng là màu đỏ tía không phải thẩm kinh binh chật vật chụp hai người này bả vai ta vừa sống hai người có thể hay không vương lỗi a à kiều dày căng tha tê tâm liệt phế khóc tiếng rống bọn hắn hung hăng ôm thẩm kinh binh rất sợ thẩm kinh binh lần nữa cách bọn họ đi xa từng tiếng gầm thét mỗi lần một lần khóc tiếng rống ông sức mạnh từng bước điệp ra thẩm kinh binh sắc mặt càng thêm năm đen thẩm kinh binh các ngươi đừng đừng phân cách ps vốn là dự định kẹt tại vừa vặn 200 vạn chữ bản hoàn tất độ dài không đủ viết nửa điểm đem sau cùng nội dung vững vững vàng vàng viết xong đổi mới không ổn định trong nhà chỉ ta chính mình cơ thể của mẫu thân không tốt, có đôi khi cần ta chiếu cố, thứ lỗi. Chương 699, ngươi tự cầu nhiều phút đi. Vạn tinh tập đoàn. Tần trạch tới nơi này lần nữa, cùng lần trước bất đồng chính là, lần này hắn cũng không phải là như vậy cẩn thận từng ly từng tí, hắn lỗ mãn đẩy ra vạn tinh tập đoàn đại môn, bước nhanh đi vào thang máy, đi tới phòng họp tầng lầu, cuối cùng bỗng nhiên đẩy ra phòng họp đại môn. Coi là lúc, ngu yên ghé vào trên mặt bàn, nàng ngồi xuống ở vị trí chính là tần trạch đã từng lười biến ngủ vị trí phòng học đại môn bị đẩy ra, chiếu sáng đi vào, Ngu Yên mới chậm rãi ngẩng đầu, mặt hướng quan, nhìn xem phản quan mà đứng Tần Trạch. Tần Trạch bước nhanh tới, hung hăng đem Ngu Yên danh thiếp đập ở trên mặt bàn. Tần Trạch, Ngu Yên, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ngu Yên nói khẽ, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tần Trạch cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú trước mắt băng mỹ nhân, cái này Ngu Yên nhìn như dáng dấp tinh xảo mỹ lệ, nhưng người nào có thể nghĩ đến Ngu Yên lại là như vậy hung hăng càng quấy không giảng đạo lý chủ. Tần trạch quát lớn, ngươi dựa vào cái gì cho nhà ta đập? Ờ, ngu yên lại nằm ở trên mặt bàn, đập sai. Tần trạch, cái gì? Ngu yên một mực chắc chắn là đập sai, trong lúc nhất thời tần trạch cũng không biết nói lúc nào hảo, nhưng trong lòng gương sáng chính là, đây tuyệt đối không phải đập sai, đây rõ ràng là có ý định làm chuyện. Tần trạch quát lớn, đập sai. Đập sai liền xong việc A. À. Ngu yên, bồi thường tiền thôi. Bồi thường tiền. Tần trạch đốt ngón tay đập đập mặt bàn lốp bốt vang dội, bồi thường tiền liền xong việc A. À. Ngu yên, ngươi báo cảnh sát cũng là bồi thường tiền, bằng không thì có thể làm gì. Tần trạch chán nản, ngươi. Dừng một chút. Tần trạch có ý nghĩ mới, thế là liền vội vàng giảng nói, bồi thường tiền là tất nhiên, nhưng vấn đề là hiện tại cho nhà ta đập dẫn đến ta trong khoảng thời gian này không có chỗ nổi, chuyện này ngươi dự định như thế nào thanh toán. Nói xong, tần trạch còn hơi có vẻ đắc ý, hắn cảm thấy mình cảm phiền đến ngu yên. Ngu yên hời hợt nói, ngươi ngủ nhà ta. Tần trạch. Dễ nhìn nữ nhân, trực tiếp nữ nhân, gợi cảm nữ nhân, cùng nữ nhân như vậy ngủ ở trong một cái phòng, là một nam nhân đều biết nghĩ đến cùng một chỗ khó coi hình ảnh. Trong nháy mắt, Tần trạch mặt mo đỏ lên thấu. Ngược lại là ngu yên, băng lãnh thấu xương trên gương mặt xinh đẹp hơi có vẻ suy yếu. Tần trạch tay run run chỉ vào ngu yên gương mặt kia, thần sắc hốt hoảng nói, ngươi người này. Ngươi đơn giản. Kỳ thực, tần trạch nói là ngu yên nữ nhân này không biết xấu hổ, nhưng cũng không biết vì cái gì, lời ra đến khóe miệng, tần trạch nhưng có chút không đành lòng, bản năng nói cho tần trạch, hắn không nên mở miệng tổn thương trước mắt cái này nhìn hết sức yếu ớt nữ nhân ngu yên nói khẽ đi nhà ta cùng ta ngủ tần trạch đỏ lên mặt mo quát lớn ngu yên ta nói với ngươi bao nhiêu lần liên quan tới ngươi hết thảy ta cái gì đều nghĩ không nổi chính ta cũng không thể xác định ta đến tục cùng là không là đã từng ngươi nhận biết cái kia tần trạch ngươi có thể hay không đừng tiếp tục cùng ta dây dưa không rõ chẳng lẽ lại nói của ta còn chưa đủ hiểu chưa nói đi tần trạch lạnh trên một tiếng quay người rời đi Ngu Yên đưa tay níu lại Tần Trạch góc áo. Tần Trạch ngừng chân, quay đầu nhìn Ngu Yên tay. Ngu Yên trong miệng vẫn là câu nói kia, đi nhà ta, cùng ta ngủ. Tần Trạch thấy thế, khóe miệng cơ bắp điên cuồng run rẩy. Tần Trạch một cái đánh bay Ngu Yên tay, ta mã rõ ràng cho dù chết, cũng sẽ không đi nhà ngươi ngủ, ta khuyên ngươi sớm làm bỏ ý nghĩ này đi. Tần Trạch rời đi. Ngu Yên lúc trước lôi Tần Trạch vạt áo tay giống như mất đi sinh cơ đồng dạng, tự do rơi xuống. Ngu Yên thần sắc tịch mịch, lần nữa ghé vào trên mặt bàn nàng không biết cái trạng thái này tần trạch đến tục cùng lúc nào có thể khôi phục khi xưa ký ức nàng cũng không thể xác định tiếp tục như vậy tần trạch đến tục cùng còn có thể không khôi phục khi xưa ký ức nếu như tần trạch thật sự mãi mãi cũng không nhớ nổi khi xưa sự tình vậy nàng lại nên đi nơi nào còn sống ý nghĩa lại đến tục cùng là cái gì tần trạch đi ra vạn tinh tập đoàn lúc này thẩm kinh binh ngáp một cái hai tay đạp túi hắn cũng tại ở đây chờ đã lâu thẩm kinh binh lão đại tần trạch sắc trời đã tối tìm một chỗ ở thẩm kinh binh không có địa phương tần trạch nhớ mày tần trạch lúc này mới dương mắt liếc mắt nhìn thẩm kinh binh tần trạch ngươi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ngươi liền có thể trực tiếp nói cho ta biết bây giờ không có chỗ có thể ở thẩm kinh binh ung dung nói đạo kia nên nên có thế nhưng gọi ngu yên nữ nhân có chút thực lực nàng một câu nói chúng ta đúng là không có chỗ có thể ở tần trạch nghe tiếng cái này lần nữa nhớ tới vừa mới ngu yên lời nói đi nhà ta cùng ta ngủ nghĩ tới đây tần trạch lần nữa đỏ lên Tần Trạch, nàng một cái nữ lưu hạng người, dựa vào cái gì? Tần Trạch không rõ, một nữ nhân, động động mồm mép liền có thể để cho mình tại Giang Thành không có chỗ nổi. Thẩm Kinh Binh nhàn nhạt giải thích nói, nữ nhân này sau lưng là ngu gia cùng Tần gia, cái này vạn tinh tập đoàn chính là Tần gia để non nghiệp, lão đại ngươi cũng thấy đấy. Nói đến đây, Thẩm Kinh Binh dùng chóp mũi biểu biểu trước mắt trung động vạn tinh tập đoàn cao ốc. Thẩm Kinh Binh nói tiếp, lão đại ngươi cũng thấy đấy, cái này vạn tinh tập đoàn tổng bộ xây khoa trương như vậy, đây là Giang Thành tiêu chí cấp bậc kiến trúc, là giang thành mặt bài, tần gia thực lực khoa trương vô cùng. Hơn nữa ngu gia thực lực cùng tần gia tương xứng, giống như là nhiều ngươi không có chỗ ở đây chút ít sự tình, không cần vận dụng quan hệ xã hội, tiêu ít tiền, ngươi nghĩ chỗ ở, chính là đầy phòng trọ, ngươi cũng không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Tần trạch nhíu mày, bỗng cảm giác khó giải quyết. Thẩm kinh binh, không chỉ có như thế. Tần trạch hải nhiên, a, à. Không chỉ có như thế. Thẩm Kinh Binh gật đầu một cái, ta nói những thứ này chỉ là sau lưng nàng gia tộc sức mạnh một góc của băng sơn, nữ nhân này là cái nhân vật hung ác, những năm gần đây lắng động không ít thuộc về nàng lực lượng của mình, lại thêm nàng bạn trai mất tích, hắn bạn trai thế lực cũng từ một mình nàng trưởng khống, trong đó lấy Trần Hải vì thực lực đại biểu, cho nên. Tần Trạch, Trần Hải. Tần Trạch có chút ấn tượng, gần nhất chắc là có thể nghe được cái tên này. Thẩm Kinh Binh nhàn nhạt giải thích nói, nói như vậy, Trần Hải ở chỗ, cái chỗ kia chính là hoa hạ siêu thành thị cấp 1, hắn là ngu yên bạn trai trong đoàn đội công khai đánh ra một tấm bài, tại hoa hạ tương đương có thống trị lực nhân vật tần trạch nhíu mày nói đến ngô yên nữ nhân kia bạn trai hắn sao bất luận kẻ nào đều biết là ai thẩm kinh binh cười thanh khách nói lão đại muốn ta nói a à. ngươi cũng không quan tâm ngươi có thể hay không nhớ kỹ khi xưa sự tình hiện tại gật đầu đây đều là ngươi đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức chuyện thật tốt tần trạch quát lớn ta cái này trạng thái tinh thần ngươi để cho ta làm chuyện này thẩm kinh binh sao cũng được dương lên mày kiếm là ta chưa nói tần trạch một mặt ngưng trọng nói nói đúng là dưới mắt nếu như ta không nhớ ra được chuyện lúc trước cái này gọi là ngu yên nữ nhân liền cùng ta không dứt đúng không thẩm kinh binh không có chính diện hồi phục tần trạch ta đúng ngu yên chuyển cho ta một nghìn vạn đoán chừng hẳn là đưa cho ngươi thấy được thẩm kinh binh không có chính diện hồi phục tần trạch trong lòng liền đã biết đáp án tần trạch cái kia mẹ nó có ích lợi gì nàng liền cho ta một ức bây giờ ta là có thể tốn ra ngoài hay là thế nào lấy ta ngay cả một cái chỗ ở cũng không tìm tới thẩm kinh binh công nhận gật đầu một cái cái kia ngược lại là tần trạch suy nghĩ một chút một mặt buồn bực nhìn xem thẩm kinh binh thật sự có một nghìn vạn ta sao phòng nhỏ kia cũng bất quá mấy vạn khối a thẩm kinh binh cái này có gì cái kia ngu yên tài đại khí thô một nghìn vạn ở trong tay nàng cũng là một trăm hoa tần trạch gật đầu một cái cái kia đúng là thật có tiền thẩm kinh binh thản nhiên nói sắc trời không còn sớm ngươi nghiên cứu một chút buổi tối ở đâu tần trạch phản ứng cực nhanh ân Tần Trạch một mặt hồ nghi đánh giá Thẩm Kinh Binh, tại sao là ta, mà không phải chúng ta? Cũng đừng. Thẩm Kinh Binh vội vàng rủ sạch cùng Tần Trạch quan hệ, lão đại, ta cũng không cùng ngươi lội cái này bày vũng nước đục, chuyện khác không có vấn đề, ngươi cùng ngu yên sự tình đừng mang theo ta. Tần Trạch, ngươi cái này. Thẩm Kinh Binh quay người rời đi, hắn đưa lưng về phía Tần Trạch khoát tay, lão đại, chính ngươi tự cầu nhiều phút đi. Chương 700, cha thấm Y nhớ ngươi. Không nhà để về. Chính như Thẩm Kinh Binh nói tới như vậy, toàn bộ giang thành ngoại trừ ngu yên nhà lại không tần trạch đất dung thân sự tình lấy cực cao hiệu suất tại tầng trạch cự tuyệt ngu yên hơn nửa một chân bước ra vạn tinh tập đoàn một khắc này hết thảy đều bị thu xếp tốt sắc trời tối sầm tần trạch nhìn lên bầu trời bên trong quần tinh dưới vạn bất đắc dĩ tần trạch cắn răng một cái nghiêm giọng nói mẹ nó ngủ vòng cầu tử cũng là quái bây giờ tần trạch cũng không quen thuộc gian thành nhưng lại mười phần vững tin gian thành nhất định có vòng cầu tử hơn nữa tần trạch không cần tốn nhiều sức đã tìm được vòng cầu tử cái này không khỏi cho tần trạch một loại ảo giác đó chính là đàn ông phía trước có thể tới qua vòng cầu tử nhưng để cho tần trạch trăm nghĩ không thể lý giải là bây giờ tới vòng cầu tử là bị gian nhân làm hại cái này có thể lý giải phía trước tự mình tới qua cầu nhà ấm như vậy là vì sao tần trạch không nghĩ ra dứt khoát giảng những thứ này chuyện phiền lòng quên mất tần trạch lân cận tìm mấy cái giấy vỏ bọc đem hắn đệm ở dưới thân tuy nói cái này giấy vỏ bọc mỏng là mỏng chút nhưng lại hoàn mỹ đem cơ thể của tần trạch cùng mặt đất cát đá ngăn cách không đến mức cấn đến hoảng. Đêm khuya, có lẽ là bởi vì lạnh thấu xương hàng phong, tần trạch không có chút nào bối rối. Tần trạch nằm ở trên giấy vỏ bọc, hai tay cuộn tại sau đầu, nhìn qua bầu trời đêm tinh thần, trong đầu không tự chủ nhớ tới ngu yên cái kia trương gương mặt tinh xảo. Bỗng nhiên, tần trạch ảo não vạn phần, hắn thực sự không nghĩ ra chính mình tại sao lại nghĩ cái kia hồ giảo mang truyền nữ nhân. Tần trạch hất đầu, đem nữ nhân kia gương mặt vung ra não hải. Cuối cùng không phải ngốc, trong đầu cuối cùng muốn suy xét một ít gì, chỉ là hẳn là suy xét thứ gì vấn đề trong lúc vô tình thừa dịp tần trạch không có cảnh giác ý thức ngu yên cái kia gương mặt xinh đẹp lần nữa hiện lên ở trong đầu của tần trạch tần trạch hai mắt xuất thần nhìn xem trong đầu ngu yên cái kia trương nghiêng nước nghiêng thành gương mặt xinh đẹp không khỏi còn quan sát ném ra ngoài nữ nhân này hung hăng càng quấy bá đạo không nói đạo lý bên ngoài nữ nhân này tướng mạo chính xác không thể bắt bẻ tướng mạo của nàng cùng dáng người mỗi một chỗ đều vừa đúng sinh trưởng ở trên tần trạch thẩm mỹ tần trạch lắc đầu dễ nhìn nữ nhân không đáng tin cậy tần trạch quan niệm là một nữ nhân dáng dấp quá mức đẹp mắt nàng cần có được cùng với phối hợp tài lực cùng quyền lợi như bằng không thì nữ nhân hình dạng không những không thể trở thành nàng dài tấm ngược lại sẽ trở thành nàng khổ cực cuộc sống mầm tai họa đạo lý này không khó lý giải người thông minh nhìn thấy đồ vật thấu triệt cho nên phiền não liền nhiều sống động tư tưởng cần tự thân thực lực cường hãng mới có thể chịu tải tần trạch tần trạch cảm thấy không ổn thỏa tìm lão bà tần trạch cho rằng vẫn là phải tìm một cái nhìn hiền huệ tướng mạo lời nói. Cuối cùng tới nói nói còn nghe được là được, giống như là ngu yên loại này hoàng mỹ không một tỳ vết nữ nhân cố nhiên tốt, nhưng mình ưa thích người khác cũng sẽ ưa thích A. Vật hiếm thì quý, tất cả mọi người ưa thích, này liền cần gánh chịu càng nhiều phong hiểm. Không chiếm được, trong lòng nhớ thương, lấy được, không nở ngủ, lo lắng người khác nhớ thương. Tần trạch lắc đầu, cảm thấy không thích hợp. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút. Ngu yên ngược lại là có chỗ khác biệt, nữ nhân này tuy nói ngang ngược không nói đạo lý, bất quá nàng lại có được có thể thủ hộ chính mình khuôn mặt, vóc người thực lực, nàng có thực lực không bị người khác chi phối, điểm ấy tại trên đương đại nữ tính thực sự hiếm thấy. Tần Trạch hồi tưởng đến Ngô Yên trên mặt ưu thương cùng tiều tụy, không biết làm tại sao, trong lòng vậy mà bắt đầu sinh một dòng nước ấm. Loại cảm giác này khó mà nói nên lời, không thích hợp ví dụ ngược lại là gần sát một loại, bị người theo đuổi cảm giác hạnh phúc, chỉ cần ngươi không đáp ứng đối phương yêu cầu, đối phương liền kéo dài lộ ra một loại vô hạn đối với ngươi gia chú hiện tượng, tại trong cái này khâu ngươi có thể trọn vẹn cảm nhận được đối phương đối ngươi thành ý, đối phương càng là ưu sầu thương cảm, ngươi càng là có thể cảm nhận được đối phương chân thành. Cứ việc cái này không thể nào nói nổi, nhưng đúng là có đạo lý mà nói. T. Tần trạch hít sâu một hơi. Tần trạch lúc này mới phản ứng lại, nguyên lai like mình vậy mà suy nghĩ nhiều như vậy. Lấy lại bình tĩnh, tần trạch đi ra suy nghĩ, trở lại thực tế. Lúc này tần trạch mới phát hiện, trước người mình chẳng biết lúc nào xuất hiện một người mặc áo khoác màu đen mang theo mũ lưỡi trai tiểu hài tử bởi vì trời tối không đủ ánh sáng tần trạch chỉ có thể từ người cao hơn tới kết luận đối phương là đứa bé nhưng lại không thể nhìn rõ hài tử là nam hài nhi vẫn là nữ hài nhi đứa nhỏ này duy trì hai tay đạp túi động tác cũng không biết đứa nhỏ này đứng ở chỗ này nhìn chăm chú chính mình bao lâu không đợi tần trạch mở miệng nói chuyện đứa nhỏ này thản nhiên nói ngươi quả nhiên trở về tần trạch nữ hài tử quả nhiên trở về tại sao là quả nhiên trở về nàng biết mình nhất định sẽ trở về tần thấm y thản nhiên nói ngươi không trở về nhà ngủ ngươi tại cái này làm cái gì tần trạch a tần trạch có chút không biết làm sao hắn không biết như thế nào cùng trước mắt cái này tiểu nữ hài nhi tiến hành câu thông tần thấm y nhíu mày quả nhiên biến thành ngu ngốc rồi ai tự hồ tần thấm y đã sớm ngờ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy lúc này nàng lấy ra đã chuẩn bị trước giấy vỏ bọc đem hắn bày ra tại tần trạch bên cạnh tiếp đó nằm xuống tần trạch thấy được đứa nhỏ này tư thế là dự định ngủ ở chỗ này lúc này liền đần độn tại chỗ không phải tần trạch tức giận nói đây là mấy cái ý tứ nhà ta bị đập cũng coi như không có rượu cửa hàng có thể ở thì cũng thôi đi bây giờ ngủ đầu đường cũng có người cùng ta cướp vị trí thôi tần thấm y tự hồ có chút mỏi mệt nàng tức giận nói ngậm miệng ngươi nhìn ngươi cái kia hai răng a tần trạch mặt mo đỏ ửng hắn cũng không biết vì cái gì cửa của mình răng sẽ thiếu một khe tần trạch cảnh giác nhìn xem tần thấm y ngươi là ai a tần thấm y đứa đần tần trạch âm thanh lạnh lùng nói không được ngươi có thể hay không lại bên kia ngủ a à? cần phải ngủ bên cạnh ta a à? tần thấm y cảm thấy tần trạch có chút ầm ỉ, thế là lực người đưa lưng về phía tần trạch tần trạch thấy thế khí đánh không ra đứa nhỏ này hơi bị quá mức tại trầm tĩnh đi thực sự để cho người ta khó có thể tưởng tượng đây là một đứa bé có thế có tâm trí đây không phải là thỏa đáng trưởng thành sớm sao bởi vì tần thấm y trở mình duyên cớ lúc này nguyệt quang cuối cùng có góc độ huy sái đi vào cho nên tần trạch cuối cùng có cơ hội thấy tần thấm y cụ thể hình dạng. Tần trạch liếc mắt nhìn, không khỏi chấn kinh ngay tại chỗ. Đứa nhỏ này dáng dấp. Tần trạch không biết nên như thế nào hình dung, bất quá tần trạch có thể xác định là, hắn lần thứ nhất nhìn thấy dáng dấp ngưu như vậy tiểu nữ hài nhi. Bất quá, chẳng biết tại sao, tần trạch khi nhìn đến tần thấm y dáng vẻ thời điểm lại có một loại không nói ra được cảm giác thân thiết, hơn nữa đứa nhỏ này dáng dấp cùng cái kia ngu yên đặc biệt giống nhau, giống không được. T. Tần trạch hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Trạch ngón tay run run chỉ vào Tần Thấm Y, ngươi không phải là cái kia cái kia cái kia. Tần Thấm Y từ trong ngực lấy ra một tấm thân tử giám định, không nhịn được đem hắn đập vào trên ngực Tần Trạch. Tần Thấm Y tự nhìn, có vết xe trước, Tần Thấm Y cũng không muốn cùng hắn nhiều kéo những cái kia không có ích lợi gì, lúc này cũng không dịch cất giấu, trực tiếp đem thân tử giám định chụp cho Tần Trạch, cưỡng ép khóa lại cha con quan hệ. Trời tối, Tần Trạch thấy không rõ, thế là đứng dậy đi đến dưới ánh trăng. Ta gõ. Tần Trạch cực kỳ hoảng sợ, Tần Trạch một mặt không thể tin nhìn xem Tần Thấm Y mặt mo đỏ lên thấu, cái này đỏ mặt không giống như là ngựa ngùng, càng giống là một loại kích động, thật giống như Tần Trạch không thể tin được mình có thể sẽ có con gái đáng yêu như vậy sự thật. Tần Trạch tức giận quát lớn, có người như thế cùng ta làm quen sao? Tần Thấm Y liếc mắt nhìn Tần Trạch, một mặt ghét bỏ nói, đứa đần, nói đi. Tần Thấm Y liền không có đang chú ý Tần Trạch ý tứ. Tần Trạch đánh giá trước mắt tiểu nữ hài nhi, nàng ghim thật cao đuôi ngựa, cả người thoạt nhìn là khả ái như thế nửa ngày, Tần Trạch thấy được Tần Thấm Y không có ở nói chuyện ý tứ sau, hắn cũng buông lỏng cảnh giác, từ từ tiến đến Tần Thấm Y bên cạnh, dùng ngón tay thọc khả ái Tần Thấm Y. Tần Trạch ngủ không có, Tần Thấm Y không nhịn được nói, ài nha, đều nhanh ngủ thiếp đi, ngươi cho ta đâm tỉnh. Tần Trạch hỏi dò, ngươi là nữ nhi ngu yên? Tần Thấm Y bằng không thì đâu? Tần Trạch nhún vai, hắn giọng một cái, trầm giọng nói, cái này hơn nửa đêm, ngươi ngủ ở đây không tốt a? À. mụ mụ ngươi người kia nhìn rất phiền phức. Ta nhìn ngươi thực sự không được, hay là về nhà A, ngươi ngủ ở nơi này coi như là một như thế nào vấn đề A. Tần thấm y không nói chuyện. Tần trạch thấy được tần thấm y thái độ này, lúc này lo âu vào đầu. Tần trạch, ngươi cái này xảy ra chuyện gì, ta thế nào giảng giải A. Nghe tiếng, tần thấm y cười khẩy, không nhiều giảng giải cái gì. Thứ này giải thích tương đối phức tạp, một câu nói hai câu nói rất khó giải thích rõ. Không giống với ngoài ra có người có tiền, tần thấm y đi ra ngoài bên ngoài chính xác không lớn cần cái gọi là hệ thống an ninh bởi vì sử trân hương a di tồn tại trước mắt có theo dõi chỗ liền có sự trân hương nhãn tuyến nếu như tầng thấm y bên cạnh thật sự có an toàn tai họa ngầm sự trân hương trước tiên liền có thể tiếp vào tin tức hơn nữa trước tiên liền có thể làm ra hữu hiệu ứng đối phương sách mặt khác ngu yên cùng tầng trạch ác độc tàn nhẫn nổi tiếng bên ngoài trước tiên có tầng trạch ra lệnh một tiếng diệt đi thái dương quốc hai đại thế lực ngầm vung tay lên huynh đệ bốn người từ hạ xuống bắc miệng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng ba ngày thời gian đem bắt miệng nhóm người lường gạt đuổi tận giết tuyệt, sau có lo lắng yên lọc vào lưới bạo, đối mặt tất cả mọi người chất vấn, Ngu Yên không tiếc hao phí tất cả gia sản đem thích ứng tính chất hát văn kiện đem ra công khai, hiện nay em m một hình vi rút ngang dọc toàn cầu 5 năm lâu, chuyện này rất khó nói rõ cùng Ngu Yên không có chút quan hệ nào, ít nhất có thể xác định là Ngu Yên có năng lực. Ngăn cản em m một hình vi quẩn lan tràn, nhưng nàng cũng không có lựa chọn làm như vậy. Tàn nhẫn như vậy vợ chồng nữ nhi bảo bối, ai dám trêu chọc tần trạch thấy được tần thấm y không nói lời nào, lúc này còn nói, ý của ta là, nếu như ngươi xảy ra chuyện mà nói, ngươi có thể hay không chuyển sang nơi khác, ngươi nói ngươi tại dưới mí mắt ta. Có phải hay không hoặc nhiều hoặc ít cùng ta cũng có thoát không ra quan hệ. Tần thấm y vẫn là không nói. Tần trạch nhún vai, hắn giọng một cái, khụ khụ khụ, cái này tối lửa tắt đèn, ngươi một đứa bé mình tại bên ngoài chính xác cũng không thích hợp, ta đây. Một cái có trách nhiệm có nhan trị có đảm đương đỉnh thiên lập địa các lão gia, tiểu hài tử cái gì cũng là hẳn là chiếu cố một chút. chính mình tìm cho mình một cái hạ bậc thang, Tần Trạch an vị xuống dưới, xác nhận Tần Thấm Y đúng là đang ngủ, Tần Trạch liền dần dần buông ra lòng can đảm đi dò xét trước mắt Tần Thấm Y. Tần Trạch hồ nghi, đứa nhỏ này thật là nữ nhi của mình, cái này mẹ nó cũng quá đáng yêu a. À. đây quả thật là nữ nhi của ta. Tần Trạch không thể tin được đây là sự thật. từ đầu đến cuối, Tần Trạch chưa bao giờ cảm thấy mình là đặc thù, hắn cảm thấy mình đơn giản chính là một cái dân chúng bình thường, trải qua phổ thông sinh hoạt cũng sẽ có người khác có ưu sầu, nếu như kết hôn, chính mình một nửa khác chính là một cái hiền lành công việc quản gia cô gái tốt, nếu mà có được hài tử, hơn nữa còn là nữ hài tử mà nói. Hẳn là phổ thông mang một ít tiểu khả ái tiểu nữ hài nhi. Nhưng cái này, tần trạch nhìn chăm chú tần thấm y cái kia khả ái cắt nhang. Nhưng cái này cũng quá huyền ảo đi. Không phải tần trạch không tiếp thụ được tần thấm y khả ái, mà là hắn đánh trong đáy lòng không cảm thấy chính mình đặc thù. Nhưng dưới mắt phát sinh tất cả đều đang không ngừng nhắc nhở Tần Trạch, ngươi chính là thiên tuyển chi tử. Tần Trạch cười, lắc đầu, rất cảm thấy đau đớn xoa vô tâm. Tần Trạch, cái này mẹ nó. Lắc đầu thở dài, tự hồ cất giấu Tần Trạch khó che giấu vui sướng cùng hưng phấn. Cả đêm khó ngủ. Tần Trạch hai tay cuộn tại sau đầu, hai mắt xuất thần nhìn xem bầu trời đêm. Ai? Tần Trạch lại thở dài một hơi. Trạng sáng. Tần Thấm Y chợt đứng dậy. Không có dấu hiệu nào động tác người Tần Trạch không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý, hắn mặt sợ hãi nhìn xem xác chết vùng dậy Tần Thấm Y, không biết tần thấm y lại muốn làm cái gì, em đẹp làm sao lại vậy rồi. Tần thấm y, lạnh. Tần trạch rung lên một giây, tức giận nói, ngươi đây không phải nói nhảm thế này, ai bảo ngươi ngủ phía ngoài a? À? Bởi vì không đủ ấm áp, tần thấm y sắc mặt hết sức khó coi, nàng im lặng không lên tiếng giống như là cái oán trồng đi đến tần trạch trước người, mở ra tần trạch cánh tay, đó là tần trạch ngực một đạo phòng tuyến cuối cùng, tiếp đó tại tần trạch một mặt mộng bức tình huống phía dưới. Tần thấm y giống như là cái gấu túi một dạng treo ở tầng trạch trên thân tần thấm y hướng tần trạch trong ngực chấp chấp mọc ra một cái tương đối tư thế thoải mái kèm theo một tiếng thoải mái tiếng thở dài tần thấm y lại một lần nhắm mắt lại tần trạch tần trạch một mặt mộng bức hắn hoàn toàn không hiểu rõ tần thấm y cái này thông thạo động tác cùng cái này kính kẻ ôm đến tục cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì trong lòng sẽ bắt đầu sinh một loại trước nay chưa có thoải mái đâu tần trạch cảm thấy đây không phải là một sự tình khục tần trạch tức giận nói ngươi cái này tần thấm y ngậm miệng ngủ tần trạch không còn lời nói tần trạch không có chút nào phương án ngược lại cảm thấy hung hô hô tần thấm y rất khả ái trời tờ mờ sáng vòng cầu tử phương xa truyền đến thanh âm huyên náo một đám thanh niên đi tới bọn hắn trong miệng kể cũng là một chút không sạch sẽ mà nói chờ bọn hắn phát hiện vòng cầu tử dưới đáy tần trạch cùng tần thấm y thời điểm vòng cầu tử lúc này mới lâm vào yên lặng ngắn ngủi bọn hắn không nói chuyện lại làm một cái ánh mắt giao lưu tiếp lấy một cái nhuộm mái tóc màu vàng người thanh niên đi tới Tần trạch trước người hắn tự tay vỗ vỗ tần trạch bả vai. Ai ai ai? Người thanh niên hùng hùng hổ hổ nói, lão đầu, đừng con mẹ nó ngủ. Tần trạch mở hai mắt ra, đáy mắt hiện ra trong suốt quan. Thanh niên tóc và người thấy thế, không khỏi rung lên một giây, cái này cùng bọn hắn dĩ vãng khi dễ người cũng không giống nhau, hắn bị tần trạch trên người cường hãn khí tràn chấn nhiếp đến. Hoàng Mao cảnh giác một mắt sau lưng đồng bạn, lòng hư vinh quấy phá phía dưới, thanh niên tóc và người nhúng vai, nhắm mắt nói, có khói không có. Tần trạch, không hút thuốc. Hoàng Mao trầm giọng nói, "Mượn hai tiền, mua hai bao khói, đến mai trả lại ngươi." Tần Trạch đánh mắt nhìn lên cái này Hoàng Mao, thật cũng không nói cái gì, lúc này lấy ra ví tiền của mình, không nói hai lời trực tiếp ném cho hắn. Tần Trạch lăng. Hoàng Mao nhìn xem trên đất túi tiền, hắn cho là mình không lưng nhặt tiền bao động tác có hại hắn tôn nghiêm. "Hoàng Mao, ngươi cái này lão già." Lời còn chưa dứt, Tần Trạch đáy mắt nổi lên một đạo ngoan sắc, cũng chính là đạo này ngoan sắc dọa lui Hoàng Mao hoàng mau chưa bao giờ thấy qua lệ khí nặng như vậy nam nhân hắn lúc này nhiều một giây cũng không muốn ở lại đây trực giác nói cho hắn biết nếu như tiếp tục ở nơi này đi theo nam nhân dây dưa không rõ lời nói mạng nhỏ mình sẽ khoác lên ở đây hoàng mau cố giả bộ trấn định thả xuống một câu ngoan thoại chạy trối chết hoàng mau tính ngươi thức thời lần này liền bỏ qua ngươi tần trạch xác nhận một mắt hoàng mau tè ra quần chạy trốn bóng lưng chậm rãi đóng lại mắt buồn ngủ cũng may chính là sắc trời cũng không hiện ra hoàng mau thấy không rõ tần trạch gương mặt này nếu như nhìn thấy tần trạch gương mặt này sợ là cái này hoàng mau sẽ minh bạch hắn hành vi hôm nay so sánh với tần trạch trước kia tiêu diệt tập đoàn lường gạt thật không nửa phần khi đó hoàng mau tại chỗ liền sẽ bị sợ đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế chớ đừng nhắc tới giảng một chút giữ gìn tôn nghiêm lời xã giao bọn này thanh niên sau khi rời đi tần thấm y khóe mắt trượt xuống một giọt nước mắt nàng thần sắc đau đớn nắm lấy tần trạch vạt áo cha tần thấm y nghẹn ngào thấm y nhớ ngươi tần trạch từ từ nhắm hai mắt nhíu mày ngoảnh mặt làm ngơ